Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 65. Yến Cửu Châu sợ hết hồn, hoảng sợ nhìn Diệp Bắc Minh. Cậu, rốt cuộc cậu là ai? Giọng Diệp Bắc Minh lạnh như băng, sát thần, Diệp Bắc Minh. Yến Cửu Châu sững sờ, sát thần. Anh nhấc chân lên rồi dẫm xuống. Rầm. Đầu Yến Cửu Châu nổ tung. Khóe mắt lão già mặc đạo bào hơi run, chúng ta đi thôi. Lão già đó định bụng rời đi với người đàn ông mặc áo bào tím. Gầm gừ. Tiếng rồng ngâm vang lên, kiếm càn khôn chấn ngục chém tới. Không hay, mau tránh ra. Lão già mặc đạo bào quát to. Hai người họ nhanh chóng nhảy ra sau. Rầm. Mặt đất nổ tung tạo thành một vết kiếm sâu 10 mét, dài vài trăm mét. Nếu nhát kiếm ấy giáng xuống người bọn họ tất nhiên bọn họ sẽ lành ít dữ nhiều. Lão già mặc đạo bào thấp giọng quát, Diệp Bắc Minh, chúng tôi là người của Thiên Đạo Tông, cậu. Diệp Bắc Minh cắt ngang lời, tôi đây giết người của Thiên Đạo Tông đó. Chấm chấm. Chấm chấm. Chết đi cho tôi. Anh quát to, kiếm càn khôn chấn ngục bộc phát ra một đạo kiếm mang màu đen, chém về phía người đàn ông mặc áo bào tím. Khóe mắt người đàn ông mặc áo bào tím co rúm lại, Diệp Bắc Minh, cậu to gan lắm, biết rõ chúng tôi là người của Thiên Đạo Tông mà còn dám ra tay. Chẳng lẽ cậu không sợ? Diệp Bắc Minh bỗng quát to một tiếng, ồn ào. Dù thần tiên có tới, chỉ cần dám tổn thương đến người của tôi, thì đều đi chết hết đi. Kiếm khí xé rách khoảng không, điên cuồng chém xuống. Người đàn ông mặc áo bào tím muốn né tránh. Lại hoảng sợ nhận ra mình đã bị khóa chặt. Chấm chấm. Ông ta dùng hết sức lực toàn thân chống cự lại, nhưng dưới kiếm càn khôn chấn ngục, tất cả chỉ như một tờ giấy. Phụt. Ầm ầm nổ tung. Diệp Bắc Minh không thèm liếc mắt nhìn lại, đôi mắt anh lập tức khóa chặt lão già mặc đạo bào. Chỉ một ánh mắt. Khiến người ta run sợ. Lão già mặc đạo bào vô ý thức lui lại hai bước. Kẻ này rốt cuộc là quái vật gì? Cậu ta vừa mới thăng cấp từ cảnh giới giới chủ, sao có thể mạnh như vậy được? Cộc cộc cộc. Tiếng bước chân lạnh như băng vang lên. Diệp Bắc Minh chẳng khác gì tử thần, trắng trợn bước lại gần. Lão già mặc đạo bào vô ý thức lùi thêm một bước nữa, thằng nhóc kia, cậu biết mình đang làm cái gì không? Lúc ở tại nhà họ Phương, cậu đã giết thế thân của thánh tử chúng tôi. Giờ lại giết trưởng lão Thiên Đạo Tông, cậu có biết đây là tội lớn chém đầu chín tộc không? Đương nhiên, nếu hiện tại cậu ngay lập tức quỳ xuống nhận sai, với thiên phú của cậu, hoàn toàn có thể gia nhập Thiên Đạo Tông. Lão Phu có thể làm người dẫn đường cho cậu, thậm chí có thể trở thành sư phụ của cậu, sao hả? Một bước lên thiên đường một bước xuống địa ngục, chính cậu lựa chọn đi. Diệp Bắc Minh chỉ cười không nói. Tiếp tục đi về phía ông ta. Lão già mặc đạo bào cảm nhận được áp lực cực lớn. Đặc biệt là nụ cười ở khóe miệng của Diệp Bắc Minh, vừa nghiền ngẫm, trào phúng, lại chết chóc. Giọng nói lạnh nhạt vang lên, tôi chọn, địa ngục. Khóe mắt lão già mặc đạo bào co rút lại, chợt thẹn quá hóa giật, được. Lão Phu nghiêm túc nói chuyện với cậu không nghe. Nếu cậu đã không biết tốt xấu như thế. Vậy đi chết đi cho lão phu. Lão già mặc đạo bào bước lên một bước, trong tay ông ta chợt xuất hiện một thanh thần kiếm màu vàng kim. Kiếm thiên tử, giết. Năm ngón tay ông ta siết chặt chuôi kiếm, tất cả chân nguyên ngưng tụ lại một chỗ. Chém ra một kiếm. Dòng khí như vòi rồng nổ tung, toàn bộ thải hà phong biến thành địa ngục nhân gian. Kiếm khí hóa thành mấy chục con chân long, lao về phía Diệp Bắc Minh. Lão già mặc đạo bào đứng ở trung tâm vòi rồng, cười to đầy điên cuồng, Diệp Bắc Minh, là chính cậu tự tìm. Đây là kiếm ý mà lão phu đã dùng cả đời đi lĩnh ngộ, từng chém giết hơn 10 người cảnh giới tạo hóa. Thậm chí, còn vượt cảnh giới bị thương một cường giả khủng bố cảnh giới chúa tể. Nói đến đây, lão già mặc đạo bào có vẻ khá đắc ý. Mấy chục con chân long phong tỏa chặt Diệp Bắc Minh, rồi lao xuống. Diệp Bắc Minh thờ ơ đứng tại chỗ. Thậm chí còn nhắm hai mắt lại. Lão già mặc đạo bào cười lạnh, Diệp Bắc Minh,
cậu sợ đến choáng váng rồi sao? Tiểu sư đệ. Khuôn mặt Lục Tuyết Kỳ tràn ngập lo lắng. Gương mặt xinh đẹp của Khương Tử Cơ ngưng trọng, người này ở cảnh giới tạo hóa, có khả năng tiểu sư đệ không phải là đối thủ của ông ta. Thiên Nhận Băng mở miệng, đi, chúng ta đi giúp đỡ. Diệp Thanh Lam ngăn cản ba người họ, chờ chút đã, hãy tin tưởng Minh Nhi. Chủ mẫu. Ba vị sư tỷ sững sờ. Giờ phút này, mấy chục con chân long biến thành từ kiếm khí chỉ còn cách Diệp Bắc Minh chưa đến 10 mét. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Bắc Minh bỗng mở to mắt, chiêu thức cuối cùng của Long Đế Quyết, Cửu Tiêu, Đồ Long. Kiếm Càn Khôn Chấn Ngục bùng nổ. Ầm, 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 phụt. Mấy chục con chân long hoàn toàn sụp đổ, tan thành bọt nước. Lão già mặc đạo bào cảm thụ được hơi thở khủng bố của một kiếm này, trên mặt ông ta lộ rõ vẻ vô cùng hoảng sợ. Cậu, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Sao cậu có thể phá giải được một kiếm này của tôi chứ? Rốt cuộc cậu là quái vật gì? Lão già mặc đạo bào phát điên gào thét, trong mắt tràn ngập cho tàn và kinh hoàng. Diệp Bắc Minh lười giải thích với một người chết, kiếm Càn Khôn Chấn Ngục xẹt qua. Phụt. Chấm chấm chấm. Lão già mặc đạo bào hoảng sợ che lại cổ, một sợi tơ máu chợt vỡ ra. Đầu người rơi xuống đất. Ầm ầm nổ tung. Trong chớp mắt này, toàn trường lặng ngắt như tờ. Chị. Chỗ tối, Sở Sở trừng lớn đôi mắt đẹp, nắm chặt lấy cánh tay của cô gái cực kỳ xinh đẹp bên cạnh. Cánh tay mềm mịn nõn nà lúc này đã bị Sở Sở véo chặt. Cô gái xinh đẹp kia cũng không hề nhúc nhích. Cô ấy cũng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, chỉ bằng một kiếm này của anh ta là có thể tiến vào đội tuyển hạt giống cấp 1. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Rốt cuộc tên này có lai lịch thế nào? Sở Sở, chị muốn biết tất cả về anh ta. Cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh nhanh chóng quay trở lại bên cạnh mọi người. Mọi người đều không sao chứ? Mọi người đều lắc đầu. Giọng điệu của Diệp Thanh Lam ngưng trọng, tình huống của Tôn Thiến cực kỳ tồi tệ. Diệp Bắc Minh biến sắc, nhanh chóng đi đến bên cạnh Tôn Thiến. Anh cẩn thận kiểm tra một lượt, khẽ thở phào một hơi, mặc dù bị thương nặng, nhưng vẫn có thể hồi phục. Chỉ cần có con ở đây, cô ấy sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Quỷ môn thập tam châm rơi xuống, ổn định vết thương của Tôn Thiến. Anh cho cô ta ăn thêm mấy viên đan dược. Hơi thở sự sống của Tôn Thiến dần ổn định lại. Tâm Nhi, cháu sao vậy? Đột nhiên, âm thanh run rẩy của Tử Huyền vang lên. Tạch! Mọi người đồng loạt quay đầu. Diệp Bắc Minh trực tiếp bước đến trước người Tử Huyền, cúi đầu nhìn xuống Diệp Tâm trong ngực cô ấy. Sắc mặt biến đổi. Chỉ thấy, thân thể gầy yếu của Diệp Tâm không ngừng run rẩy. Trên người bao phủ một lớp ma khí. Da thịt vốn trắng nõn cũng ám màu tím đen. Đôi mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng, chuyện gì xảy ra vậy? Dạ Huyền nặng nề mở miệng, huyết mạch của Tâm Nhi phản tổ, vì để tránh phiền toái không cần thiết. Lúc bố đưa con bé rời khỏi Ma Uyên, bố cùng với Tử Long đã phong ấn sức mạnh huyết mạch của cô bé. Người của Thanh Vân Môn muốn huyết tế con bé, huyết mạch cảm nhận được Tâm Nhi gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nên đang phản phệ bản thể. Sắc mặt Diệp Bắc Minh rất khó coi, bố, nếu bị phản phệ sẽ thế nào? Dạ Huyền yên lặng. Sau một lúc lâu ông ấy mới nói, sẽ chết. Chỉ có xác suất cực nhỏ sẽ không chết, nhưng sẽ quên hết tất cả. Cái gì? Tâm Nhi còn nhỏ như thế, con bé mới có 3 tuổi thôi. Rốt cuộc con bé đã làm sai điều gì? Tại sao phải đối xử với con bé như vậy? Mấy người Diệp Thanh Lam, Lục Tuyết Kỳ, Khương Tử Cơ, Thiên Nhận Băng, Ly Nguyệt đều đỏ bừng mắt. Diệp Bắc Minh không thể nào tiếp thu được tất cả, tiểu tháp, tiểu tháp. Lúc này, tháp Càn Khôn Chấn Ngục chắc chắn sẽ có cách. Tiếc rằng, trong đầu anh hoàn toàn yên tĩnh. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục sớm đã rơi vào trạng thái ngủ say, không thể trả lời. Đúng lúc này, hai bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi tới. Người nào? Diệp Bắc Minh quay đầu, hai mắt lóe lên ánh sáng sắc lạnh. Sau khi nhìn thấy là Sở Sở, sắc mặt của anh khẽ động lại, Sở Sở cô nương.
Sở Sở lập tức giới thiệu, Diệp Bắc Minh, đây là chị gái của tôi, Sở Vị Ương. Chị của tôi nhất định có cách cứu con gái của anh. Sở Vị Ương ngạo nghễ đứng đó, giọng nói như tiếng trời vang lên, ai nói chị muốn cứu con gái của anh ta? Chị! Sở Sở nóng nảy. Diệp Bắc Minh trầm giọng nói, Sở cô nương, nếu cô có thể cứu con gái của tôi bằng lòng trả bất cứ giá nào. Sở Vị Ương sững sờ. Hiển nhiên cô ta không nghĩ tới Diệp Bắc Minh có thể nói ra lời này. Cô ta nở nụ cười xinh đẹp, Diệp Bắc Minh, anh chắc chắn chứ? Chắc chắn. Diệp Bắc Minh khẳng định gật đầu. Được. Sở Vị Ương đồng ý, tôi có 3 điều kiện. Cô nói đi. Chấm chấm. Thứ nhất, tham gia đại hội chân võ, ít nhất tiến vào top 100 thiên bảng. Thứ hai, tiến vào cấm địa luân hồi, tìm cho tôi một vật. Về phần điều thứ ba, tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ đến. Sở Vị Ương nói một lèo. Cô ta lạnh nhạt nhìn Diệp Bắc Minh, anh đừng gấp gáp đồng ý luôn, chen vào top 100 đại hội chân võ rất khó khăn. Cấm địa luân hồi thì cực kỳ nguy hiểm, thứ tôi muốn tìm còn ở trong một khu vực nguy hiểm vô cùng. Diệp Bắc Minh không hề do dự gật đầu, chỉ cần cô có thể cứu con gái của tôi, dù có là địa ngục thì tôi cũng sẽ xông vào một lần vì cô. Chấm chấm. Được. Đôi mắt đẹp của Sở Vị Ương hiện lên vẻ tán thưởng. Tôi muốn dẫn con gái của anh đi, tình huống này của cô bé khá phức tạp. Nhưng Sở Vị Ương tôi lấy sơ tâm võ đạo thề, cô bé không có bất kỳ nguy hiểm gì đến tính mạng. Diệp Bắc Minh ôm chặt con gái, luyến tiếc buông tay. Một lát sau, ánh mắt anh trở nên kiên định. Một giây sau, anh đột nhiên duỗi tay, ma tỷ xuất hiện. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Diệp Bắc Minh trầm giọng dặn dò, ma tỷ, bảo vệ con bé thật tốt. Vâng, chủ nhân. Bên trong ma tỷ vang lên một tiếng nói giả nua. Rồi nó biến thành một tia sáng, chui vào trong cơ thể của Diệp Tâm. Sở Vị Ương kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh, tiến lên ôm lấy Diệp Tâm, tôi sẽ liên lạc lại với anh sau, nhớ kỹ ước định của chúng ta. Cô ta quay người, biến mất. Diệp Bắc Minh ôm lấy Tôn Thiến, chúng ta đi, về nhà. Đột nhiên, chỗ trái tim của anh khẽ rung động. Tiểu Tháp. Diệp Bắc Minh vô cùng vui mừng, chẳng lẽ là Tiểu Tháp tỉnh lại. Lúc này, trong đầu anh truyền tới một giọng nói mềm mại, chủ nhân. Tôi không phải Tiểu Tháp. Âm thanh trong trẻo như một cô bé loli. Diệp Bắc Minh sững sờ, chợt phản ứng lại, kiếm hồn của kiếm càn khôn chấn ngục. Đúng vậy chủ nhân. Diệp Bắc Minh bất ngờ, cô thức tỉnh. Kiếm hồn trả lời, chủ nhân, tôi không thể thức tỉnh trong thời gian dài. Lần này tỉnh lại vì để nói cho anh một chuyện cực kỳ quan trọng. Mặc dù chú tháp ngủ say, nhưng chỉ cần hấp thu đủ sức mạnh, sẽ có thể tỉnh lại. Diệp Bắc Minh vô cùng kích động, có thật không? Kiếm hồn đáp thật, bất luận là huyết khí của người tu võ, hay là nguyên thạch, thần khí. Chưa kịp nói hết lời, âm thanh chợt im bặt. Diệp Bắc Minh bước ra một bước, nhìn thoáng qua huyết khí ngập trời bên trong thanh vân môn. Hét dài một tiếng. Vèo. Huyết khí của cả triệu người lập tức chui vào bên trong cơ thể Diệp Bắc Minh, tiến vào tháp càn khôn chấn ngục. Tháp càn khôn chấn ngục vốn yên lặng chợt nhẹ nhàng run rẩy. Diệp Bắc Minh kích động, tiểu tháp. Không có bất kỳ phản hồi nào. Nhưng cũng cho Diệp Bắc Minh sự ủng hộ cực lớn. Anh hít sâu một hơi, tiểu tháp, tôi nhất định sẽ làm cho ông tỉnh lại. Làm xong tất cả mọi chuyện, bố mẹ anh và mọi người đi tới. Minh Nhi, sau đó con định làm gì? Con trai trưởng thành, đã thành người đáng tin cậy của bố mẹ. Diệp Bắc Minh khẽ suy ngẫm, đi Tu La tộc trước đã. Bọn họ vừa mới rời đi, mấy lão già Thiên Đạo Tông xuất hiện trên không trung thanh vân môn. Trước đây không lâu, tấm bài linh hồn của người đàn ông mặc áo bào tím và lão già mặc đạo bào nổ tung. Sau khi Thiên Đạo Tông biết được tin tức, lập tức phái người đuổi tới Thanh Vân Môn. Này! Hít hà! Mấy lão già nhìn thấy cảnh tượng thảm thiết tại Thanh Vân Môn, tất cả đều hít ngược một hơi khí lạnh. Bên dưới, máu chảy thành sông. Toàn bộ Thiên Đạo Tông không còn một người sống.
Ầm ầm. Bỗng nhiên, một tiếng vang long trời lở đất truyền đến. Ánh mắt mấy lão già đọng lại, nhìn về chỗ sâu trong Thanh Vân Môn, đi, đi xem một chút. Lúc bọn họ chạy tới hiện trường, một kết giới mở ra, một cô gái mỉm cười bước ra khỏi đó. Một tháng bế quan, cô ta cuối cùng cũng thăng cấp. Một giây sau, cô gái đó cảm thấy không thích hợp. Thân là thánh nữ của Thanh Vân Môn, cô ta kết thúc bế quan mà chẳng có ai nghênh đón. Thần niệm của cô ta thăm dò ra ngoài, toàn bộ Thanh Vân Môn nào còn có một người sống. Máu chảy thành sông, biến thành địa ngục nhân gian. Thanh Vân Môn cứ vậy mà bị tàn sát hết. Chấm chấm. Bịch. Cô ta quỳ xuống đất, chảy ra hai hàng huyết lệ. A. Là ai đã giết cả Thanh Vân Môn? Cô ta như phát điên, phun ra một ngụm máu tươi, liệt tổ liệt tông, Mộ Dung tình nguyện ý dùng ngàn năm tuổi thọ nghịch chuyển thời gian. Xin hãy tái hiện lại tất cả. Dứt lời, cơ thể Mộ Dung tình run rẩy kịch liệt, trên người bay ra một đám xương máu. Xương máu ngưng tụ, hình ảnh hiện lên. Tử Huyền, là các người. Đôi mắt đẹp của Mộ Dung tình điên cuồng co rụt lại, chảy ra huyết lệ, ha 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 ha, Tử Huyền, cô thật là ác độc. Tôi xem cô như bạn thân, thế mà cô lại dẫn người đến diệt toàn bộ Thanh Vân Tông của tôi. Tốt, tốt, tốt lắm. Mộ Dung tình tôi thề, thù này không báo. Tôi sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh đánh chết, vĩnh viễn không được siêu sinh. Chỗ sâu trong hoàng cung Tu La tộc. Cuối cùng Tôn Thiến cũng tỉnh lại, khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Bắc Minh, cô ta lập tức nhào vào trong ngực anh. Gào khóc. Mọi người liếc nhìn nhau, yên lặng lui ra ngoài. Một tiếng sau, Diệp Bắc Minh an ủi xong Tôn Thiến, bước ra khỏi phòng. Dạ Huyền ngồi trong hoa viên, vẫy vẫy tay với Diệp Bắc Minh, Minh Nhi. Bố. Diệp Bắc Minh lên tiếng gọi. Đi qua ngồi xuống đó. Dạ Huyền hài lòng nhìn Diệp Bắc Minh, vỗ vai anh, thằng nhóc thôi, bố mày nằm mơ cũng không tưởng được, con lại có thể trưởng thành đến tận đây. Xem ra 99 vị thái cổ đại năng bố tìm cho con không hề lãng phí. Vẻ mặt Diệp Bắc Minh khá mất mát, các sư phụ đều đã ngã xuống. Dạ Huyền thở dài, mẹ con đã nói cho bố hết rồi, con có thể có được thực lực như ngày hôm nay đã vượt qua các sư phụ của con. Diệp Bắc Minh siết chặt nắm đấm, bố biết vùng đất luân hồi không? Nghe nói chỉ cần đi vào vùng đất luân hồi, sẽ có thể làm sống lại các sư phụ của con. Biểu cảm trên mặt Dạ Huyền đông lại. Yên lặng. Một lát sau, Dạ Huyền nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, thằng nhóc thối, con biết được vùng đất luân hồi từ chỗ nào? Diệp Bắc Minh trả lời, trước đó Ly Nguyệt từng nói cho con biết. Sau khi con người chết, linh hồn sẽ tiến vào vùng đất luân hồi. Thần hồn của các sư phụ con không hề tiêu tán, đang ở ngay trong thế giới bỏ túi của con. Cho nên, làm sống lại bọn họ có lẽ sẽ còn đơn giản hơn. Nhưng trên thế giới này quả thực đã từng lưu truyền một truyền thuyết về vùng đất luân hồi. Ồ! Hai mắt Diệp Bắc Minh sáng lên, rốt cuộc chuyện xảy ra như thế nào vậy ạ? Dạ Huyền vừa định giải thích. Nữ hoàng Tu La Ly Tố xuất hiện, trực tiếp nói, Diệp Bắc Minh, tôi đã tìm được tung tích của thất sư tỷ Liễu Như Khanh của cậu. Cái gì, thật sao? Diệp Bắc Minh kích động đứng bật dậy. Nữ hoàng Tu La nói, như tôi đã nói qua, tôi từng tận mắt nhìn thấy sư tỷ của cậu bị một bà lão dẫn đi. Trong khoảng thời gian này, tôi vẫn luôn cho người truy tìm tin tức của bà lão đó. Lúc nãy, tôi vừa nhận được tin tức mới nhất. Bà lão đến từ Diệu Dục Môn của thế giới Tam Thiên. Diệu Dục Môn. Diệp Bắc Minh hơi nhướng mày, cái tên này có chút cổ quái. Nữ hoàng Tu La trịnh trọng gật đầu, thế lực của Diệu Dục Môn không lớn mạnh lắm, nhưng sau lưng lại có rất nhiều thế lực lớn ủng hộ. Đặc điểm lớn nhất của bọn họ là đi khắp nơi thu thập các người đẹp để dâng lên cho các thế lực lớn khác hưởng dụng. Thời gian trôi qua lâu như vậy, sư tỷ của cậu, cô ấy rất có thể. Đôi mắt của Diệp Bắc Minh lập tức đỏ ngầu, nổi giận gầm lên một tiếng, không thể nào. Diệu Dục Môn ở đâu? Nhìn thấy hai mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng, vô cùng kích động. Nữ hoàng Tu La hoảng sợ, Diệp Bắc Minh, cậu đừng nóng nảy quá.
Đã hơn 2 năm kể từ khi sư tỷ của cậu được bà lão của Diệu Dục Môn kia cứu đi, nếu như muốn phát sinh chuyện gì thì cũng đã xảy ra rồi. Hiện tại, đủ rồi. Giọng nói của Diệp Bắc Minh hơi run rẩy, tiền bối, đưa tôi đến Diệu Dục Môn. Cho dù tình hình hiện tại của thất sư tỷ như thế nào thì tôi nhất định cũng phải đưa chị ấy về nhà. Vào giờ phút này, bên trong Diệu Dục Môn cực kỳ náo nhiệt. Trên quảng trường có rất nhiều tân khách từ khắp nơi đến chúc mừng. Bởi vì hôm nay là sinh nhật của Vương Tử Yên, con gái của môn chủ Diệu Dục Môn. Thế lực của Diệu Dục Môn không lớn mạnh lắm, nhưng hôm nay lại có hàng trăm ngàn tân khách đến. Tất cả bọn họ đều vì Vương Tử Yên mà đến. Vương Tử Yên, đứng thứ 11 trong danh sách nữ thần của thế giới Tam Thiên. Đứng thứ 11 trong số hàng tỷ phụ nữ trên khắp 3.000 châu lục. Có thể tưởng tượng được, Tử Yên cô nương xinh đẹp đến giường nào. Trong đại điện, có rất nhiều đàn ông vô cùng mong chờ. Hôm nay cuối cùng cũng có thể gặp được Tử Yên cô nương rồi. Chỉ cần có thể nói một câu với Tử Yên cô nương thì tôi cũng nguyện ý bỏ mạng. Nói một câu với Tử Yên cô nương sao? Anh nằm mơ đi. Có người lập tức phản bác, đừng nói là một câu, cho dù chỉ cần nhìn thấy mặt cô ấy thì tôi cũng bằng lòng bỏ mạng ngay lập tức. Trên chỗ ngồi của khách quý, một cô gái khinh thường nhỏ giọng lẩm bẩm, đó là bởi vì các người chưa từng nhìn thấy qua dung mạo của điện hạ nhà tôi thôi. Dung mạo của điện hạ nhà tôi trong nháy mắt là có thể hạ gục Vương Tử Yên ngay. Một cô gái đeo mặt nạ vàng cau mày, Hoàn Nhi, đừng nói năng lung tung. Một chàng trai mặc áo trắng ở bên cạnh mỉm cười nói, điện hạ, không bằng tháo mặt nạ ra xem thế nào. Cô gái đeo mặt nạ vàng hừ lạnh một tiếng, anh nghĩ nhiều quá rồi. Chàng trai mặc áo trắng cũng không tức giận, thật là nhàm chán. Nếu không vì nể mặt Vô Thủy Kiếm Hoàng, bản thánh tử cũng sẽ không đích thân đến nơi này. Nghe nói Diệu Dục Môn là do người phụ nữ của Vô Thủy Kiếm Hoàng sáng lập, Vương Tử Yên là con gái của Vô Thủy Kiếm Hoàng. Hai chân của cô ta vốn dĩ bị thương bởi kiếm khí từ trong bụng mẹ, cho nên mới bị liệt nhiều năm như vậy. Nếu như Diệp Bắc Minh ở chỗ này, anh nhất định sẽ nhận ra thánh nữ Tổ Long Điện. Chàng trai mặc áo trắng chính là thánh tử Thiên Đạo Tông, Trần Vô Diễn. Hôm nay, anh ta dùng thân phận thật sự để trình diện. Thánh nữ Tổ Long Điện thản nhiên đáp lại một câu, anh cũng biết khá nhiều đấy. Trần Vô Diễn lắc đầu, gần đây còn xảy ra một chuyện, không biết cô có nghe nói qua không? Chuyện gì? Thánh nữ Tổ Long Điện thuận miệng hỏi. Thanh Vân Môn đã bị tiêu diệt. Ánh mắt của Trần Vô Diễn hơi trầm xuống, hơn 1 triệu đệ tử đã bị người khác giết chết. Thánh nữ Tổ Long Điện gật đầu, nghe nói có người phát hiện khí tức của ma tộc ở hiện trường. Không phải ma tộc. Trần Vô Diễn khẳng định lắc đầu, là do Diệp Bắc Minh làm. Thánh nữ Tổ Long Điện hơi cao giọng, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, Diệp Bắc Minh. Đột nhiên. A. À. Cách đó không xa, ở phía sau hai người, một cô gái cố gắng bịt miệng mình lại. Đôi mắt xinh đẹp của cô ấy rưng rưng nước mắt. Suýt chút nữa bật khóc thành tiếng. Trần Vô Diễn nheo hai mắt lại, nhìn chằm chằm cô gái kia, cô biết người tên Diệp Bắc Minh này sao? Cô gái này chính là thất sư tỷ Liễu Như Khanh. Đã qua 2 năm rưỡi, đây là lần đầu tiên Liễu Như Khanh nghe được tin tức về Diệp Bắc Minh. Sao cô ấy có thể không kích động được cơ chứ? Cô ấy vội vàng lắc đầu, không, tôi không biết Diệp Bắc Minh này. Tôi chỉ là, nghe nói có hơn 1 triệu người bị diệt môn nên bị dọa sợ. Trần Vô Diễn nhìn Liễu Như Khanh thật sâu. Thánh nữ Tổ Long Điện nói, cô ấy cùng lắm chỉ là một đệ tử bình thường của Diệu Dục Môn, anh còn muốn gây phiền phức cho cô ấy à? Trần Vô Diễn mỉm cười, đương nhiên không rồi. Thế nhưng anh ta không hề hay biết rằng, Liễu Như Khanh vào lúc này đang vô cùng vui mừng. Tiểu sư đệ không chết, mình biết cậu ấy không chết. Cậu ấy quả nhiên không chết. Tiểu sư đệ, tốt quá rồi, hu hu hu, thật tốt quá. Liễu Như Khanh quyết định, lập tức rời khỏi Diệu Dục Môn để đi tìm Diệp Bắc Minh. Đột nhiên, trong đám người, có một giọng nói vang lên, Tử Yên cô nương tới. Mấy trăm ngàn cặp mắt cùng nhìn qua.
chỉ thấy một thiếu phụ đang chậm rãi bước tới. Bên cạnh là một cô gái đang ngồi trên xe lăn với hai chân bị liệt. Ngũ quan trên khuôn mặt hoàn hảo, đôi mắt đen láy tuyệt đẹp. Chiếc mũi hoàn hảo. Làn da không có chút tì vết nào, mái tóc đen buông xõa một cách tự nhiên. Một vẻ đẹp khiến người ta hít thở không thông. Tử Yên cô nương. Thật sự xinh đẹp quá. Hai mắt của vô số người đàn ông đỏ hoe, trong mắt cũng sắp rớt ra ngoài. Vẻ đẹp khiến kẻ khác hít thở khó khăn, khiến người ta quên mất hai chân của cô ta đã bị liệt. Trần Vô Diễn hơi sửng sốt, Vương Tử Yên quả thực rất xinh đẹp. Ngay cả anh ta cũng có chút kinh ngạc. Hoàn Nhi hừ nhẹ một tiếng, thánh tử, con người của anh cũng sắp rớt ra ngoài rồi. Trần Vô Diễn cười nói, Tử Yên cô nương có xinh đẹp đến mấy cũng không thể sánh được với điện hạ nhà cô đâu. Thánh nữ Tổ Long Điện cau mày, trong lòng nảy sinh một cảm giác chán ghét. Lúc này, một chàng trai trẻ nhanh chân chạy tới trước mặt Vương Tử Yên, vô cùng kích động mở miệng, Tử Yên cô nương, đây là khối ngọc tỷ đã có hàng triệu năm tuổi. Chúc cô sinh nhật vui vẻ. Ngọc tỷ triệu năm tuổi thật sự rất vô giá. Thế mà cứ như vậy tặng cho người khác sao? Trần Vô Diễn lắc đầu, Vương Kiếm, người của nhà họ Vương ở Tây Nguyên, thủ hạ bại tướng. Ngoài trừ có tiền ra thì không có sở trường gì cả. Vương Kiếm kiềm nén cơn giận đến đỏ bừng mặt, cho dù tức giận nhưng cũng không dám nói gì. Vương Tử Yên mỉm cười đáp, đa tạ Vương công tử. Vương Kiếm tiến lên mấy bước, Tử Yên cô nương, tôi. Môn chủ của Diệu Dục Môn đứng chắn trước mặt, Vương công tử, xin cậu hãy tự trọng. Lúc này, Vương Kiếm mới phản ứng lại, xấu hổ tráng sang một bên. Nhưng cho dù thế nào thì ánh mắt cũng không thể rời khỏi người Vương Tử Yên. Sau đó, chàng trai thứ hai chen ra khỏi đám đông, sai người đẩy một pho tượng thật lớn lên. Tử Yên cô nương, tôi tên Chu Tử Kiện. Đây là pho tượng thần nguyên do đích thân tôi tự tay làm tặng cô. Cao hơn 10 mét, được một tấm vải đỏ phủ lên trên. Chu Tử Kiện ra lệnh, mở ra. Thuộc hạ vén tấm vải đỏ ra, dung mạo hoàn mỹ của Vương Tử Yên được thể hiện một cách tinh tế và sống động trên pho tượng. Vương Tử Yên nhẹ nhàng mỉm cười đáp, cảm ơn Chu công tử. Tiếp theo. Người thứ ba, thứ tư, thứ năm. Ước chừng mấy chục người trẻ tuổi đều tặng quà. Mỗi một món lễ vật đều rất vô giá. Trần Vô Diễn thuận miệng nói một câu, lão Tiết, nếu như hai chân của Tử Yên cô nương này bị phế đi thì cũng thật đáng tiếc. Có cách nào chữa trị khỏi không? Giọng nói không lớn, nhưng vừa vặn lọt vào tai của mọi người. Ánh mắt của mọi người đều đồng loạt đổ dồn vào một ông già đứng bên cạnh Trần Vô Diễn. Lão Tiết gật đầu, có. Vương Tử Yên có chút mất bình tĩnh, tiền bối, ngài thật sự có biện pháp sao? Lão Tiết thốt ra một câu, lấy chân đổi chân. Hai mắt Vương Tử Yên sáng rỡ, ý của ông là gì? Lão Tiết vuốt râu và nói, chỉ cần tìm một cặp chân hoàn hảo và chặt chúng đi. Lão Phu sẽ dùng bí pháp để thay vào, bảo đảm cô lập tức có thể đứng dậy đi lại. Vương Tử Yên buột miệng thốt lên, ông chắc chắn chứ? Giọng nói của cô ta cũng trở nên run rẩy vì quá kích động. Lão Tiết mỉm cười ngạo nghễ, lão phu Tiết Quỷ Thủ, có khi nào nói năng mạnh miệng đâu. Tiết Quỷ Thủ. Tiết Quỷ Thủ được biết đến là người có thể cướp người từ trong tay của Diêm Vương. Hừ, hóa ra là ông ta. Hiện trường đột nhiên trở nên sôi sục. Môn chủ của Diệu Dục Môn vội vàng tiến lên. Hai mắt đỏ hoe, Tiết thần y, chỉ cần ngài có thể chữa khỏi đôi chân của con gái tôi sẽ đáp ứng bất cứ yêu cầu gì của ngài. Lão Tiết lắc đầu, lão phu chỉ làm việc theo mệnh lệnh của thánh tử. Ánh mắt trầm xuống, dừng lại trên người của Vương Tử Yên, cô chỉ cần chọn đôi chân của một người khỏe mạnh thôi. Lão phu lập tức khép chân cho cô, tôi cam đoan hôm nay cô có thể bước xuống đất đi lại được. Môn chủ Diệu Dục Môn liên tục gật đầu, được. Được, được. Con gái, tất cả đệ tử của Diệu Dục Môn, con có thể tùy ý lựa chọn hai chân của bất kỳ người nào. Mẹ sẽ thay con làm chủ. Vương Tử Yên không chút do dự nào, chỉ vào Liễu Như Khanh trong đám đông, mẹ, con muốn lấy đôi chân của cô ấy.
cô ta đã sớm chú ý đến Liễu Như Khanh từ lâu. Trong số hàng trăm ngàn đệ tử của Diệu Dục Môn, đôi chân của Liễu Như Khanh là hoàn mỹ nhất. Thậm chí, ngay cả dung mạo cũng có thể phân cao thấp với cô ta. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào trên người Liễu Như Khanh. Trần Vô Diễn cũng hơi sửng sốt, là cô ấy. Ánh mắt của nhiều tân khách cũng sáng rỡ, thật là một cô gái xinh đẹp. Dung mạo, khí chất đều không thua kém gì Vương Tử Yên. Sao trước đây cũng không để ý đến cô ấy chứ? Mọi người đều thấp giọng nói chuyện. Khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Như Khanh lập tức trắng bệch, có chút không biết làm sao. Một bà lão đứng bên cạnh vươn tay vỗ vào bả vai của Liễu Như Khanh, Như Khanh, cô còn đang chờ gì nữa? Đôi chân của cô có thể để cho con gái của môn chủ sử dụng chính là phúc khí mà cô đã dùng 10 đời mới tu luyện được đấy. Còn không mau tự chặt đứt hai chân đi. Đừng quên, 2 năm trước tôi đã cứu cô, hiện tại đến lượt cô báo ân rồi đấy. Bà ta cứu Liễu Như Khanh một mạng, không phải là vì hôm nay sao? Liễu Như Khanh sợ hãi lùi về phía sau, tiền bối, đừng mà. Bà lão cười lạnh lùng nói, Như Khanh, nếu cô không xuống tay thì để tôi đây giúp cô. Sau đó, một cây trường đao với ánh sáng lạnh lùng xuất hiện trong tay. Một luồng khí tức cường đại đang ập đến. Liễu Như Khanh không thể cử động. Trường đao chém về phía hai chân của Liễu Như Khanh. Ngay vào lúc Liễu Như Khanh đang tuyệt vọng, một giọng nói lãnh khốc vang lên, bà muốn lấy chân của sư tỷ tôi sẽ lấy mạng của bà. Lời nói vừa dứt, một luồng kiếm khí cực kỳ khủng bố ập đến. Toàn bộ đại điện rung chuyển, bầu trời phủ đầy máu. Giống. Kèm theo một tiếng rồng ngâm vang lên. Bà lão bay ra ngoài, ngã xuống đất như chó chết. Bùm. Trong khoảnh khắc cơ thể tiếp xúc với mặt đất, một màn xương đẫm máu bùng nổ. Hoắc trưởng lão. Là ai đã ra tay? Mấy trăm ngàn tân khách đều bị dọa sợ mà đứng dậy, kinh hãi quay đầu, nhìn về phía kiếm khí đang lao tới. Thánh nữ Tổ Long Điện cũng kinh ngạc, kiếm khí này, hơi thở này là... Chẳng lẽ là cậu ta? Trần Vô Diễn nheo hai mắt lại, nhìn chằm chằm về cùng một hướng. Chỉ thấy... Một chàng trai trẻ với đôi mắt đỏ hoe bước tới. Chính là Diệp Bắc Minh. Giọng nói của anh có chút run rẩy, sư tỷ, thật xin lỗi, em đã đến muộn. Mũi của Liễu Như Khanh ê ẩm, đã sớm bật khóc thành tiếng, không muộn, không muộn chút nào. Tiểu sư đệ, rốt cuộc em cũng đã đến rồi. Quả nhiên. Ánh mắt của Trần Vô Diễn trầm xuống. Vừa rồi, anh ta chỉ cảm thấy Liễu Như Khanh có gì đó không đúng. Hóa ra cô gái này lại chính là sư tỷ của Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh tiến lên trước một bước, trực tiếp đáp xuống trước mặt Liễu Như Khanh, nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy. Sư tỷ, cùng em về nhà. Liễu Như Khanh để mặc cho Diệp Bắc Minh ôm mình, ngoan ngoãn gật đầu, được. Hai người nắm tay nhau, phớt lờ mọi người có mặt tại đây. Khi sắp rời đi, đứng lại. Môn chủ của Diệu Dục Môn hét lớn. Giọng nói vô cùng tức giận, tiểu tử, cậu cho rằng Diệu Dục Môn là nơi nào chứ hả? Cậu giết Hoắc trưởng lão, cứ như vậy muốn rời đi sao? Diệp Bắc Minh dừng lại, lạnh lùng nhìn môn chủ của Diệu Dục Môn, bà có biết vì sao mình còn sống không? Ý cậu là gì? Môn chủ của Diệu Dục Môn trở nên tức giận, đứng dậy hét lớn, tiểu tử, cậu có biết mình đang nói chuyện với ai không? Diệp Bắc Minh bình tĩnh đáp. Vì Diệu Dục Môn của các người đã cứu sư tỷ của tôi một lần đấy. Hôm nay tôi không muốn đại khai sát giới ở chỗ này. Tôi sẽ cho bà một cơ hội sắp xếp lại lời nói của mình. Thân thể của môn chủ Diệu Dục Môn run lên. Ánh mắt của Diệp Bắc Minh không mang theo chút cảm xúc nào. Giống như thần chết vậy. Bà ta không biết sự tự tin của người này đến từ đâu. Nhưng bà ta có một loại trực giác. Nếu như nhất định giữ lại người này thì bà ta sẽ phải trả giá rất đắt. Khi môn chủ của Diệu Dục Môn còn đang do dự. Đột nhiên, Vương Tử Yên lại lạnh lùng nói, muốn đi cũng được thôi, nhưng phải để lại hai chân của Liễu Như Khanh, còn phải để lại đầu của anh nữa. Ồ! Diệp Bắc Minh bật cười. Sắc mặt của môn chủ Diệu Dục Môn hơi thay đổi, Yên Nhi,
đừng nói năng bậy bạ. Người này có thể giết chết Hoắc trưởng lão bằng một kiếm, sao có thể là người bình thường được chứ? Khuôn mặt xinh đẹp của Vương Tử Yên trở nên hung dữ, cô ta đã mất lý trí rồi. Cô ta có chút điên cuồng chỉ vào Diệp Bắc Minh, từng người có mặt ở đây, chỉ cần ai có thể giúp tôi giết chết người này. Và chặt đứt hai chân của Liễu Như Khanh xuống thì Vương Tử Yên tôi sẽ trở thành người phụ nữ của người ấy. Lời này vừa nói ra, bầu không khí ở hiện trường lập tức thay đổi. Tất cả mọi người đều ngây người. Còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Tử Yên cô nương, lời cô nói là thật sao? Quá tốt, ai cũng đừng hòng cướp khỏi tay tôi. Người này mới chỉ ở cảnh giới chân huyền thôi, giết anh ta dễ như trở bàn tay. Rất nhiều người xoa tay, chuẩn bị hành động. Vương Kiếm là người đầu tiên tấn công, khẽ hét một tiếng, tất cả người của nhà họ Vương nghe lệnh, bằng mọi giá phải làm cho tôi. Giết! Trước khi chữ giết còn chưa rơi xuống đất, Diệp Bắc Minh đã ra tay. Chỉ với một bước, trong nháy mắt, anh đã xuất hiện trước mặt Vương Kiếm. Thuận tay bóp cổ gã, giết tao, mày đủ tư cách chắc. Vương Kiếm sợ mất mật, một suy nghĩ bỗng hiện lên trong đầu gã, tốc độ nhanh quá. Năm ngón tay bóp mạnh. Cơ thể Vương Kiếm nổ tung. Công tử! Súc sinh, mày dám! Mấy lão già trợn trừng mắt đầy phẫn nộ, tức đến độ sắp hộc máu. Diệp Bắc Minh tiến lên trước một bước, ma long sau lưng anh rít gào, thiên lôi cuồn cuộn. Kiếm càn khôn chấn ngục di chuyển đến đâu, máu tươi nổ tung thành từng làn xương ở đó. Chỉ trong mấy chục giây, hơn trăm người nhà họ Vương đã chết bất đắc kỳ tử. Ngay sau đó, Diệp Bắc Minh xoay người lại, tầm mắt dừng lại trên người Chu Tử Kiện, anh giơ kiếm lên chém. Chu Tử Kiện hoảng sợ la lên, Diệp công tử, tôi không ra tay mà. Diệp Bắc Minh mỉm cười, mày dám lộ sát ý với tao đã là tội đáng chết rồi. Bùm! Chu Tử Kiện nổ tan xác. Diệp Bắc Minh vẫn chưa dừng lại, anh lại tiêu diệt hơn trăm người nhà họ Chu. Sau đó quay lại nhằm về phía đám đông. Á! Diệp Bắc Minh, anh đang làm cái gì thế? Chúng ta không thù không oán mà, đừng! Một lát sau. Mấy trăm nghìn khách khứa ở đây đã bị anh giết chết gần 1/3. Làn xương máu ngưng tụ lại, không tiến vào vị trí trái tim của Diệp Bắc Minh mà lại biến mất. Trái tim của những khách khứa còn sống tưởng chừng như sắp vỡ tung vì sợ hãi, bọn họ không ngừng lùi về phía sau. Quả đoán, dứt khoát. Giết mấy trăm nghìn người như giết con kiến hôi. Quá kinh khủng. Nhớ lấy, đối với tao mà nói, cho dù chỉ để lộ một tí tẹo sát ý thì trong mắt tao, kẻ đó đã là người chết. Giọng nói vang lên như thanh âm phát ra từ địa ngục sâu thẳm, đừng ôm bất kỳ hy vọng gì khi đối mặt với tao. Câu nói ấy giống như chiếc búa tạ nện mạnh lên trái tim những người sống sót. Diệp Bắc Minh. Sát thần. Vào giờ phút này, mấy trăm nghìn người có mặt ở đây không hẹn mà cùng khắc sâu cái tên này vào trong đầu. Đôi mắt xinh đẹp của thánh nữ Tổ Long Điện chớp nhẹ, mới không gặp bao lâu mà thực lực của anh ta đã trở nên khủng khiếp hơn trước kia rồi. Còn cô? Tầm mắt của Diệp Bắc Minh di chuyển, dừng lại trên người Vương Tử Yên. Khuôn mặt diễm lệ của Vương Tử Yên tái nhợt. Cô ta có nằm mơ cũng không ngờ được Diệp Bắc Minh lại đáng sợ đến vậy. Anh Diệp, tôi không cố ý mạo phạm anh, tôi chỉ là yêu cái đẹp thôi mà. Chân của sư tỷ anh thật sự quá đẹp, thế nên, hu hu hu, Yên Nhi nhất thời phạm sai lầm. Cầu xin anh Diệp tha cho tôi, từ giờ trở đi Yên Nhi nguyện làm trâu làm ngựa cho anh, cho dù bảo tôi bưng trà rót nước, làm ấm giường cho anh cũng được. Vương Tử Yên vừa nói, còn vừa ra vẻ đáng thương nhìn về phía Diệp Bắc Minh. Cánh đàn ông có mặt ở chỗ này ghen ghét phát điên. Vương Tử Yên còn có một mặt như thế sao? Đó là mỹ nhân tuyệt thế đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng nữ thần của thế giới Tam Thiên đấy. Diệp Bắc Minh nhìn cô ta với ánh mắt hờ hững, nói xong chưa? Vương Tử Yên gật đầu nhu thuận, tôi nói xong rồi. Vậy thì cô đi chết đi. Một con hắc long lao ra từ trong cơ thể của Diệp Bắc Minh, nhào về phía Vương Tử Yên. Phụt! Làn xương máu phun ra, Vương Tử Yên mất mạng.
khung cảnh này hoàn toàn phá tan chút hy vọng còn sót lại trong lòng mọi người. Đôi mắt Hoàn Nhi tràn ngập vẻ sợ hãi, tiểu thư, anh ta, dứt khoát quá. Thánh nữ của Tổ Long Điện nuốt nước bọt, người này không thích phụ nữ ư. Mồ hôi đã thấm ướt sau lưng từ bao giờ chẳng hay. Người này thật là đáng sợ. Ngay sau đó, thần chết lại cất tiếng, Trần Vô Diễn đúng không? Trần Vô Diễn nở nụ cười, chắp tay nói, anh Diệp. Diệp Bắc Minh liếc anh ta một cái rồi xoay người bỏ đi, đầu của anh tạm thời cứ gửi lại trên cổ anh. Lặng ngắt như tờ. Mọi người đần mặt ra vì sợ hãi, trái tim như sắp nổ tung. Cậu ta ấy thế mà dám uy hiếp Trần Vô Diễn. Trời ạ! Ngông đến vậy ư? Những người còn lại run bần bật không thôi. Còn có một nhóm người sợ đến mức hàm răng va lập cập vào nhau, lẩm bẩm sát thần. Diệp Bắc Minh. Ngọn lửa phẫn nộ bao phủ trái tim Trần Vô Diễn, nhưng anh ta không dám nổi giận ngay lúc này. Trái lại anh ta nở nụ cười, đáp được, tôi chờ anh Diệp đến lấy. Diệp Bắc Minh gật đầu, ngày ấy sẽ không quá lâu. Bỏ lại câu này. Anh quay người rời đi. Sau khi đi khỏi Diệu Dục Môn, Diệp Bắc Minh mở miệng ngay, thất sư tỷ, chị không sao đúng là tốt quá rồi. Chị có biết tình hình của các sư tỷ khác không? Điều khiến Diệp Bắc Minh bất ngờ là Liễu Như Khanh gật đầu, biết. Diệp Bắc Minh gần như nín thở. Ngoại trừ Lục Tuyết Kỳ, Khương Tử Cơ, Thiên Nhận Băng ở lại bên cạnh cha mẹ. Liễu Như Khanh thì đang ở trước mắt, còn sáu sư tỷ khác hoàn toàn không rõ sống chết ra sao. Trái tim khẽ run rẩy, lo sợ sẽ nhận được tin dữ. Diệp Bắc Minh hít sâu một hơi, thất sư tỷ, tình hình của các sư tỷ khác thế nào? Liễu Như Khanh nắm lấy tay Diệp Bắc Minh, trấn an anh, yên tâm đi, Như Yên và Hồng Nhi may mắn lắm. Hai người bọn họ được một cường giả ở thế giới Tam Thiên cứu, bàn về độ an toàn thì tuyệt đối không có vấn đề gì cả. Chỉ có điều bọn họ phải ở lại bên người vị cường giả ấy 3 năm sau mới có thể lấy lại tự do. Diệp Bắc Minh gật đầu, chị Tiểu Yêu thì sao? Liễu Như Khanh nhướng mày, tiểu sư đệ, em biết Lục sư tỷ là yêu tộc đúng không? Biết. Liễu Như Khanh nhìn Diệp Bắc Minh, chị ấy bị yêu tộc mang đi rồi. Yêu tộc. Diệp Bắc Minh giật mình, hỏi ngay, thất sư tỷ, thế là thế nào? Liễu Như Khanh lắc đầu, tình hình cụ thể thế nào chị cũng không biết, chẳng qua hình như bên đó rất coi trọng Lục sư tỷ. Sự an toàn của Lục sư tỷ cũng không thành vấn đề. Nói đến đây, Liễu Như Khanh sực nghĩ đến cái gì? Cô lấy một chiếc hộp từ nhẫn chữ vật ra, tiểu sư đệ, Lục sư tỷ bảo chị đưa thứ này cho em. Diệp Bắc Minh nhận lấy chiếc hộp và mở ra xem. Tức khắc sững sờ tại chỗ. Trong hộp là một chiếc nhẫn bện từ cỏ khô. Trước đây, Diệp Bắc Minh bị trọng thương, được Lục sư tỷ cứu về Côn Luân Hư. Trong thời gian Diệp Bắc Minh dưỡng thương, cô gái chu đáo, cẩn thận này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho anh. Anh thề sau này nhất định phải lấy Lục sư tỷ làm vợ. Còn cố ý dùng cỏ dại, hoa dại bện thành một chiếc nhẫn. Một hình ảnh hiện lên trong đầu anh. Chị Tiểu Yêu, cảm ơn ơn cứu mạng của chị. Ha ha, biết ơn chị thì hãy ngoan ngoãn uống thuốc, dưỡng thương cho mau khỏi. Cho chị cái này này. Diệp Bắc Minh lấy chiếc nhẫn vừa bện ra. Hai mắt Đạm Đài Yêu Yêu sáng rực lên, oa, đẹp quá. Không ngờ em lại khéo tay thế đấy, tặng cho chị à. Diệp Bắc Minh cười khẽ, đúng vậy, người bên ngoài như bọn em đều như vậy cả. Nếu muốn cảm ơn ơn cứu mạng của người khác thì sẽ đưa cho người đó một chiếc nhẫn, đeo ở ngón áp út. Đạm Đài Yêu Yêu phì cười, dứt khoát giơ tay ra. Diệp Bắc Minh sửng sốt, rồi anh đeo nhẫn cho cô ấy với vẻ mặt nghiêm túc. Cảm ơn. Đạm Đài Yêu Yêu vô cùng vui vẻ. Diệp Bắc Minh tỏ ra do dự, cuối cùng anh không nhịn được bèn nói, chị Tiểu Yêu, xin lỗi, em lừa chị đấy. Sao thế? Đạm Đài Yêu Yêu khó hiểu. Diệp Bắc Minh cảm thấy xấu hổ, chị Tiểu Yêu, ở thế giới bên ngoài. Con trai đeo nhẫn cho con gái có nghĩa là cầu hôn. Vậy nên, em đeo nhẫn cho chị rồi thì sau này Diệp Bắc Minh em nhất định sẽ cưới chị làm vợ.
Đạm Đài Yêu Yêu sửng sốt, cô ấy giơ ngón tay ra ấn nhẹ lên đầu Diệp Bắc Minh. Nhóc con, bị thương nặng thế mà còn không ngoan. Diệp Bắc Minh lúng túng, nếu em có làm gì mạo phạm đến chị thì chị có thể ném nó đi. Đạm Đài Yêu Yêu cười rộ lên, tại sao phải vứt đi? Chị cảm thấy đeo nó trông rất đẹp, nhóc, chị chờ em thực hiện lời hứa đấy. Diệp Bắc Minh kích động, nói vậy là chị đồng ý rồi sao? Đạm Đài Yêu Yêu mỉm cười ngượng ngùng, gật đầu. Hình ảnh dừng ở đây. Đây là bí mật giữa hai người họ, các sư tỷ khác không biết. Bây giờ, chị Tiểu Yêu lại trả nhẫn lại cho anh. Tại sao? Diệp Bắc Minh gào lên, tại sao lại như vậy? Liễu Như Khanh nhìn Diệp Bắc Minh đầy kinh ngạc, tiểu sư đệ, làm sao thế? Mắt Lục Bắc Minh đỏ ngầu, Lục sư tỷ đã bằng lòng làm vợ em. Thứ này là tín vật đính ước của bọn em. Gì cơ? Liễu Như Khanh run rẩy. 6 năm trước, Côn Luân hư. Diệp Bắc Minh kể hết mọi chuyện. Liễu Như Khanh nức nở, thì ra hai người đã lén lút hẹn ước từ lâu. Diệp Bắc Minh gật đầu, đúng vậy. Nhưng vì sao? Vì sao chị Tiểu Yêu lại muốn trả nhẫn lại cho em? Liễu Như Khanh cắn môi, có lẽ chị ấy cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ. Việc này em phải tự mình đi hỏi chị ấy. Diệp Bắc Minh nắm chặt chiếc nhẫn, trong lòng thầm hạ quyết định. Tứ sư tỷ, tam sư tỷ và đại sư tỷ thì sao? Liễu Như Khanh trả lời, tứ sư tỷ được một tiền bối của Hoàng Cực Điện cứu đi. Hoàng Cực Điện. Diệp Bắc Minh nheo mắt. Hắn nhớ đến thần nữ Túc Hoàng của Hoàng Cực Điện. Sao chị Lạc Ly lại có liên quan đến người của Hoàng Cực Điện? Diệp Bắc Minh nhíu mày. Liễu Như Khanh suy tư, rồi cô ấy gật đầu, chị cũng rất ngạc nhiên khi biết được chuyện này. Tứ sư tỷ ấy vậy mà lại là hậu duệ của vị tiền bối này. Tình hình cụ thể thì chị không rõ ràng lắm, nhưng mà khả năng cao tứ sư tỷ sẽ trở thành thần nữ đời tiếp theo của Hoàng Cực Điện. Diệp Bắc Minh không cần phải lo lắng cho sự an toàn của tứ sư tỷ nữa. Sau này có rảnh thì đến Hoàng Cực Điện một chuyến là được. Vậy tình hình của tam sư tỷ thì sao? Tam sư tỷ sở hữu độc thể thiên sinh, sau khi chị ấy rút cạn máu tươi, yểm hộ nhóm người chủ mẫu rời đi thì được ông lão thiên độc cứu. Ông lão thiên độc. Đúng vậy. Ánh mắt Liễu Như Khanh lộ vẻ thấp thỏm, chỉ cố ý đi điều tra về người này, ông ta là một người quái gở, tính cách hết sức lập dị. Đôi khi nhân từ quá mức, đến cả ăn mày sắp chết ở ven đường ông ta cũng cứu. Có khi lại nổi cơn tam bành, hạ độc giết chết cả một thành phố hơn 1 triệu người. Diệp Bắc Minh hơi lo lắng, vậy thì tam sư tỷ chẳng khác nào đang đi theo một quả bom hẹn giờ cả. Có thể sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Anh quyết định phải mau chóng tìm được ông lão thiên độc, vậy còn đại sư tỷ. Liễu Như Khanh im lặng, không nói gì. Cô ấy chỉ lặng lặng nhìn Diệp Bắc Minh như thế. Diệp Bắc Minh cảm thấy không ổn, thất sư tỷ, lẽ nào đại sư tỷ xảy ra chuyện gì rồi ư? Liễu Như Khanh lắc đầu, vẫn không lên tiếng. Một lát sau cô ấy mới hỏi ngược lại anh, tiểu sư đệ. Em có cảm thấy trong 11 sư tỷ đệ đồng môn chúng ta, đại sư tỷ là đặc biệt nhất không? Diệp Bắc Minh suy nghĩ, đại sư tỷ đúng là rất đặc biệt, em còn tưởng 10 sư tỷ các chị đều là thiên nữ của đại lục chân võ ấy. Không ngờ chỉ có 9 người. Chỉ có mình đại sư tỷ là ngoại lệ. Nhìn vẻ mặt khác thường của Liễu Như Khanh, Diệp Bắc Minh truy hỏi, thất sư tỷ, sao chị lại nói vậy? Có phải chị giấu em chuyện gì không? Liễu Như Khanh thở dài, tiểu sư đệ, em đã nghe về tộc hỗn độn chưa? Tộc hỗn độn. Diệp Bắc Minh lục tìm trong trí nhớ một lượt rồi dứt khoát lắc đầu, lần đầu tiên em được nghe nhắc đến. Thất sư tỷ, lai lịch của tộc hỗn độn này ra sao? Lẽ nào có liên quan gì đến đại sư tỷ? Liễu Như Khanh gật đầu, rồi lại lắc đầu, sau khi được Hoắc trưởng lão cứu, chị vẫn luôn ở lại Diệu Dục Môn. Em nghĩ chị biết được tin tức của các sư tỷ khác bằng cách nào? Diệp Bắc Minh sực hiểu ra, chẳng lẽ, đại sư tỷ nói cho chị biết? Đúng vậy. Liễu Như Khanh đưa ra câu trả lời khẳng định, đại sư tỷ nói cho chị biết tin tức của mọi người xong thì theo một người đàn ông đứng tuổi rời đi.
Chị nhớ mang máng người nọ nói cái gì mà thế giới vũ nội, tộc hỗn độn. Liễu Như Khanh nói đến đây thì cau mày. Cô ấy cũng không tài nào hiểu được, đại sư tỷ có quan hệ gì với tộc hỗn độn. Trái lại Diệp Bắc Minh thở phào một hơi, nếu bọn họ đã dẫn đại sư tỷ thì chứng tỏ họ sẽ không làm hại đại sư tỷ. Chuyện này thì chị không lo. Liễu Như Khanh gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ngay sau đó, mắt cô ấy đỏ hoe, tiểu sư đệ, sư phụ của chúng ta qua đời thật rồi sao? Diệp Bắc Minh siết chặt nắm đấm. Oanh! Sát ý lạnh lẽo tràn ra khỏi cơ thể, ánh mắt anh trở nên buốt giá, nếu không phải bởi vì nhà họ Phương thì các sư phụ sẽ không phải chết. Nhưng tàn hồn của sư phụ đã được em bảo vệ, chỉ cần tìm được vùng đất luân hồi là có thể khiến các sư phụ sống lại. Vẻ đau buồn phủ kín gương mặt của Liễu Như Khanh, vùng đất luân hồi thật sự tồn tại sao? Dù vùng đất luân hồi có tồn tại thật hay không, em nhất định phải thử xem. Ánh mắt Diệp Bắc Minh ánh lên vẻ lạnh lùng, bây giờ em đã có được lực lượng của cảnh giới tạo hóa, nhà họ Phương không còn là uy hiếp với em nữa. Trước đây thực lực của em không đủ, và lại cũng không có đủ thời gian và tinh lực. Mà giờ em đã có được thực lực đủ để giết cảnh giới tạo hóa. Nhà họ Phương, đã đến lúc nợ máu trả bằng máu rồi. Anh giữ cổ tay của Liễu Như Khánh, thất sư tỷ, đi thôi. Em dẫn chị đi giết người. Cùng lúc đó, thế giới Tam Thiên, yêu vực. Tộc Thiên Hồ. Một thiếu nữ tộc Thiên Hồ đứng dưới gốc cây cổ thụ cao vạn thước với vẻ mặt yêu sầu. Đó chính là Đạm Đài Yêu Yêu. Hiện giờ, vẻ ngoài của cô ấy hóa thành bộ dạng của yêu tộc, sau lưng có 9 cái đuôi. Chíp chíp. Bỗng nhiên, một con chim đen bay tới nói tiếng người, bẩm điện hạ, có tin tức của cậu ta. Đạm Đài Yêu Yêu vui vẻ hỏi, tiểu hắc, nói mau. Em ấy thế nào rồi? Con chim kể hết một lượt những chuyện gần đây về Diệp Bắc Minh. Đôi mắt Đạm Đài Yêu Yêu sáng ngời. Khi thì phấn khích vỗ tay, khi thì lo lắng, khi thì trầm trồ khen ngợi. Tiểu hắc, tiếp tục chú ý tới tiểu sư đệ, có chuyện gì thì báo lại. Vâng thưa điện hạ. Hắc điểu nhanh chóng bay đi. Ở đằng sau, một người phụ nữ mặc cung trang trao mày nói, đứa nhỏ này thật là, chẳng phải bảo quên người kia rồi ư. Thế mà lại đi lừa tôi. Một lão già Thiên Hồ tộc khom người nói, chủ nhân, đã điều tra ra tin tức của người nọ rồi. Thực lực của người nọ khoảng tầm cảnh giới chân huyền. Người nọ là Diệp. Người phụ nữ mặc cung trang kia mất kiên nhẫn cắt lời, được rồi, bổn cung không muốn biết tên cậu ta và cũng không có hứng thú gì với cậu ta. Chỉ là một kẻ cảnh giới chân huyền mà cũng xứng để yêu yêu nhớ thương ư. Ông tự đi một chuyến, giết luôn cũng được. Phải chặt đứt nỗi mong nhớ của yêu yêu, sau này yêu yêu sẽ gặp được người tốt hơn thôi. Con cháu của mấy yêu hoàng kia ai cũng đều có tương lai hơn thằng nhóc cảnh giới chân huyền kia. Ông lão Thiên Hồ tộc hơi do dự một lát nhưng rồi cũng đồng ý, vâng. Chấm chấm chấm. Nhà họ Phương. Đại điện nghị sự, tin tức từ Diệu Dục môn truyền tới. Tất cả chìm trong tĩnh lặng. Chẳng biết đã qua bao lâu, một giọng nói già nua đánh vỡ im lặng, sao lại không nói chuyện. Phương Vô Đạo nghiến răng nghiến lợi nói, mẹ kiếp, thằng chó đó mạnh đến vậy rồi. Giờ mới qua vài ngày hả, cậu ta đã bước vào cảnh giới chân huyền rồi đó. Đến cả Diệu Dục môn cũng đều dám xông vào giết con gái của Vô Thủy Kiếm Hoàng. Vương Tử Yên. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng bao lâu nữa cậu ta có thể đạp lên đầu lên cổ nhà họ Phương chúng ta rồi. Phương Cửu Lê cười khẩy, dựa theo tình hình sắp tới, đừng nói là đạp lên đầu lên cổ nhà họ Phương. Ông có tin cậu dám xông vào nhà họ Phương làm loạn không? Mẹ kiếp, cậu ta dám hả? Phương Vô Đạo đập bàn. Đôi mắt chợt lóe tia sáng lạnh, chỉ là một cư dân bản địa của một thế giới cấp thấp mà cũng có thể uy hiếp chúng ta à? Tôi hối hận con mẹ nó rồi. Sớm biết vậy, lúc trước khi giết đám sư phụ vô dụng của cậu ta. Năm ngón tay siết chặt, xương cốt va vào nhau kêu ken két, nên tiện tay bóp chết tên súc sinh đó luôn rồi. Phương Cửu Lê không nhịn được bèn buông lời chế nhạo, ông phải có bản lĩnh bóp chết tên súc sinh kia mới được chứ. Lần trước cậu ta phá hỏng lễ kết hôn của Nguyên Nhi ông đã nên bóp chết cậu ta rồi.
tiếc rằng, ông không làm được. Ánh mắt Phương Vô Đạo đỏ bừng, Phương Cửu Lê, ông có ý gì? Sao cứ luôn đề cao tên xúc sinh ấy thế? Lẽ nào nhà họ Phương chúng ta lại sợ thằng chó đó hay sao? Chẳng lẽ không sợ chắc? Phương Cửu Lê lạnh lùng nhìn Phương Vô Đạo, trên tay mỗi một người ở đây đều có một phần tin tức về cậu ta đấy. Cậu ta còn chưa tới 30 tuổi mà đã cảnh giới chân huyền rồi. Các người biết điều đó có nghĩa gì không? Chuyện này vô cùng hiếm gặp ở thế giới Tam Thiên, thậm chí còn không có. Hơn nữa, thủ đoạn của cậu ta lại vô cùng tàn nhẫn, chiến đấu vượt một lần mấy cảnh giới, thậm chí sức chiến đấu còn mạnh hơn đối thủ gấp 10 lần. Lần trước ở buổi lễ kết hôn, cậu ta đã có thể giết cảnh giới siêu phàm ngay tức khắc. Khi ấy cậu ta còn đang ở cảnh giới giới vương, mà giờ đã tới cảnh giới chân huyền rồi. Phương Vô Đạo, ông có chắc rằng mình giết cậu ta được không? Hả? Đối diện với câu hỏi của Phương Cửu Lê, Phương Vô Đạo tắt lửa toàn tập. Ông ta buông lỏng nắm đấm đang siết chặt, bất lực sụi lơ trên ghế, vậy ông nói nên làm gì giờ? Lẽ nào chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết thôi sao? Nghe vậy, biểu cảm của Phương Cửu Lê dần trở nên dữ tợn, chờ chết hả? Dù nhà chúng ta có chết cũng sẽ không chọn cách ngồi chờ chết đâu. Đại ca, ông nói nên làm gì? Phương Cửu Lê nhìn sang chỗ khác. Trên ghế thái sư ở đó là một ông lão đầy uy nghiêm. Xoạt, xoạt, xoạt. Hơn 10 cặp mắt còn lại cùng đổ dồn vào người ông lão kia. Đó là lão tổ nhà họ Phương, Phương Chính Hổ. Thực lực của ông ta là cảnh giới tạo hóa sơ kỳ và cũng là cảnh giới tạo hóa duy nhất của nhà họ Phương. Phương Chính Hổ từ tốn nói một câu, không vội. Phương Vô Đạo lại vội như kiến bò trên chảo nóng, đại ca, đến lúc này rồi mà sao còn không vội chứ? Đúng đấy đại ca, Phương Cửu Lê gật đầu, lúc này còn chưa tới một tháng mà thằng nhãi kia đã tới cảnh giới chân huyền rồi đò. Dựa theo tốc độ phát triển của cậu ta, sợ rằng chưa tới 10 năm nữa sẽ trở thành lưỡi đao sắc bén treo trên đầu nhà họ Phương. Bây giờ chúng ta chỉ có cách ra tay trước để chiếm lợi thế thôi, nên phải làm thịt thằng danh đó đã. Giọng điệu của ông ta dần lạnh xuống, tên xúc sinh kia lợi hại đến đâu chăng nữa thì cũng chỉ có một mình. Chúng ta chỉ cần phái người bắt người thân của cậu ta, khi đó lợi thế trong tay sẽ nhiều hơn chút. Vậy nên, Phương Chính Hổ lắc đầu nói, Tam đệ, chúng ta không cần làm việc phiền phức như thế. Phương Chính Hổ đứng dậy, chắp tay cúi chào một cánh cửa đang đóng chặt, hai vị trưởng lão, nếu hai người không ra thì những người cầm đầu như chúng tôi sẽ hoang mang mất. Ông ta vừa dứt lời, cánh cửa kia mở ra. Hai ông lão một béo một gầy chậm rãi đi ra. Phương Chính Hổ giới thiệu, hai vị này chính là trưởng lão nội môn của Thiên Đạo Tông, được Thánh Tử Thiên Đạo Tông đặc biệt phái đến để giúp nhà họ Phương chúng ta. Cái gì? Đại ca, ông nói thật à? Phương Vô Đạo quá đỗi mừng rỡ. Hai ông lão kia không hề che giấu khí tức cảnh giới tạo hóa trung kỳ của mình. Cộng thêm Phương Chính Hổ cảnh giới tạo hóa sơ kỳ nữa. Ba cảnh giới tạo hóa liên thủ với nhau, Diệp Bắc Minh chết chắc rồi. Nghĩ đến đây mọi người trong sảnh nghị sự vô cùng hưng phấn. Thật may quá. Có hai vị tiền bối ra tay, thằng nhóc kia chết chắc rồi, mặt mày Phương Vô Đạo đỏ bừng. Lão già gầy gò cười bảo, đừng vui mừng quá sớm. Nếu muốn chúng ta ra tay thì nhà họ Phương các người phải trả một cái giá tương xứng. Giọng lão già kia dần nhỏ lại. Phương Chính Hổ gật đầu, điều đó là chuyện đương nhiên, nhà họ Phương sẽ không để hai vị trưởng lão làm việc không công đâu. Chỉ cần hai vị mở lời thì cái gì nhà họ Phương cũng chấp nhận hết. Lão già gầy gò kia nhếch mép, được, tôi muốn tất cả tài nguyên tu võ của nhà họ Phương các người. Tất cả im lặng. Hơn 10 cặp mắt trong sảnh nghị sự mở to, nhìn chằm chằm vào lão già gầy gò kia. Mắt Phương Vô Đạo đỏ bừng. Ánh mắt của Phương Cửu Lê lạnh như băng. Nếu không phải e ngại thực lực và thân phận của hai người kia thì bọn họ đã xông lên, đánh chết lão già gầy gò kia rồi. Phương Chính Hổ khàn giọng nói, Mã trưởng lão, ông đang nói giỡn phải không? Lão già gầy gò cười thâm trầm, ông thấy thế nào? Ánh mắt Phương Chính Hổ trầm xuống, hừ,
Các người há mồm cũng to quá rồi đấy. Chỉ là một tên Diệp Bắc Minh mà cũng đáng giá bằng tất cả tài nguyên tu võ của nhà họ Phương chúng tôi sao? Lão già gầy gò lấy ra một cục lưu ảnh thạch, mỉm cười đầy thâm ý nói, xem xong rồi cho ông nói lại đó. Lưu niệm thạch hả, Mã trưởng lão có ý gì? Phương Chính Hổ nhướng mày. Nhưng ông ta vẫn cầm lấy lưu niệm thạch rồi rót chân nguyên vào đó. Ngay sau đó, trong lưu niệm thạch hiện lên một khung cảnh, đấy chính là hình ảnh Diệp Bắc Minh huyết tế Thanh Vân Môn. Ngay khi cảnh tượng kia kết thúc, cả sảnh nghị sự chìm trong sự tĩnh lặng, đến cả tim cũng tạm ngừng đập. Ôi! Nhà họ Phương kinh hãi. Phương Vô Đạo sợ run nói, tên xúc sinh kia huyết tế cả triệu người ư. Cái mặt già của Phương Cửu Lê tái nhợt, đúng là đồ quái vật. Những lão già còn lại đều vô cùng kinh hãi. Lão già gầy gò kia cong môi hỏi lại, giờ các người còn cảm thấy tôi yêu cầu quá đáng lắm sao? Tất cả thành viên của nhà họ Phương chết lặng, sững sờ ngồi đó. Bỗng nhiên, tất cả người nhà họ Phương mau cút ra đây nhận lấy cái chết. Giọng nói đó vang vọng như tiếng sấm rền. Mọi người giật mình. Giọng nói này là của Diệp Bắc Minh. Là cậu ta. Mọi người phản ứng lại ngay. Phương Vô Đạo tức giận ngút trời, tên xúc sinh này dám mò tới đây thật. Ngay sau đó, nháy mắt mặt ông ta trắng bệch, đại ca, thằng nhóc đó đến đây rồi. Phương Chính Hổ cắn răng nói, Mã trưởng lão, bọn tôi đồng ý với các người. Lão già mập mạp và lão già gầy gò nhìn nhau cười, cứ đợi tin tốt của chúng tôi đi, trong vòng 15 phút, cậu ta sẽ đi đời. Hai người họ đứng dậy rồi bước ra ngoài sảnh nghị sự. Phương Vô Đạo nuốt nước miếng, mẹ kiếp, may mắn có trưởng lão của Thiên Đạo Tông giúp sức. Nói như vậy nhà họ Phương lâm nguy thật rồi. Phương Cửu Lê gật đầu nói, tên xúc sinh kia dám huyết tế cả Thanh Vân Môn, thật đáng sợ. Mặc kệ thế nào chăng nữa, tên xúc sinh kia chết chắc rồi. Chúng ta cứ đợi là được. Những người còn lại gật đầu theo. Ngay sau đó, rầm, một tiếng rung trời vang lên, có cái gì đó bay vào sảnh nghị sự rồi nện vào bàn. Mọi người vừa cúi đầu nhìn thì sợ vỡ mật. Thứ vừa bay vào chính là đầu của lão già gầy gò và lão già mập mạp kia, bọn họ đã chết không nhắm mắt. Này này này, này, không thể nào. Phương Vô Đạo chỉ vào hai cái đầu người kia, giọng nói hơi run. Ngay sau đó, xoạt xoạt xoạt, tiếng bước chân truyền tới, một người thanh niên vô cùng quen thuộc đi vào sảnh nghị sự hệt như thần chết tới báo mệnh. Sư phụ, hôm nay đồ nhi tới đây để báo thù cho mọi người. Diệp Bắc Minh bước vào, Liễu Như Khanh theo đằng sau. Ngay khi thấy Diệp Bắc Minh, Phương Vô Đạo và Phương Cửu Lê đều sợ run người. Phương Chính Hổ run run nhìn thoáng qua hai cái đầu kia, cậu Diệp à, lão phu Phương Chính Hổ tôi biết sao hôm nay cậu lại đến đây. Chuyện về sư phụ của cậu, lão phu rất lấy làm tiếc, hai đứa em trai của tôi lần này làm không ổn lắm. Lão phu ở đây giải thích với cậu. Nếu có thể thì nhà họ Phương nguyện lòng dốc hết mọi thứ bồi thường cho cậu. Diệp Bắc Minh ngoài cười nhưng trong không cười nói, ồ, ông muốn bồi thường thế nào? Sâu trong đáy mắt Phương Chính Hổ thoáng hiện lên sự vui vẻ. Chỉ cần anh nhả ra thì tất cả mọi thứ đều sẽ có cách. Ông ta cố gắng nở một nụ cười hiền lành, chỉ cần cậu buông tha nhà họ Phương thì cậu muốn bồi thường thế nào cũng được. Diệp Bắc Minh nhìn Phương Vô Đạo và Phương Cửu Lê rồi nói, hai người kia giết sư phụ của tôi, thành ý của ông còn chưa đủ. Hiểu rồi. Phương Chính Hổ gật đầu, lạnh giọng quát, hai người còn không mau quỳ xuống. Phương Vô Đạo và Phương Cửu Lê rất không tình nguyện. Dưới ánh mắt của Phương Chính Hổ, bọn họ quỳ xuống. Diệp Bắc Minh thản nhiên nói, chỉ có vậy thôi à. Cậu Diệp à, cậu cứ yên tâm. Lão phu chắc chắn sẽ khiến cậu vừa lòng. Ông ta vừa dứt lời, Phương Chính Hổ bước ra, nhấc chân rồi dẫm mạnh xuống. Răng rắc. Nháy mắt cả hai chân của bọn họ nát vụn. Á! Hai người kêu la đau thấu tận xương tủy, ứa mồ hôi lạnh cả người. Phương Chính Hổ chắp tay, cậu Diệp thấy thế này đủ thành ý chưa ạ? Diệp Bắc Minh cười khẩy,
tôi mất 100 vị sư phụ, ông chỉ phế hai chân của bọn họ là đủ rồi à? Phương Chính Hổ sửng sốt, ánh mắt thoáng hiện sự ác độc. Ông ta vươn bàn tay tới đan điền Phương Vô Đạo và Phương Cửu Lê. Một đòn bóp nát. Hai người họ đau co người, quỳ rạp xuống đất run rẩy như con chó chết. Úi! Tầng lớp cầm quyền của nhà họ Phương đều thầm kinh hãi. Ác! Quá ác độc! Hai bọn họ chính là em trai ruột của Phương Chính Hổ. Lúc này, giọng Phương Chính Hổ lại lần nữa vang lên, cậu Diệp, thành ý như này đủ chưa? Diệp Bắc Minh vẫn lắc đầu như cũ, chưa đủ. Phương Vô Đạo đỏ mắt gầm nhẹ, Diệp Bắc Minh, hai bọn tôi đã phế rồi. Cả đời này đều không thể tu võ lại lần nữa, cậu còn muốn thế nào mới chịu? Phương Cửu Lê nghiến răng nghiến lợi, Diệp Bắc Minh, cậu đừng khinh người quá đáng. Diệp Bắc Minh mỉm cười, tôi chỉ dùng thái độ các người đã từng đối xử với sư phụ tôi mà cư xử với các người thôi mà, sao các người lại tức đến thế? Cậu! Trán Phương Vô Đạo và Phương Cửu Lê nổi gân xanh, trừng mắt nhìn Diệp Bắc Minh. Bọn họ không thể nhẫn nại nữa. Phương Chính Hổ nhướng mày, cậu Diệp, rốt cuộc cậu muốn gì? Diệp Bắc Minh mỉm cười đầy hàm ý, dừng, ông còn chưa hiểu à? Tôi muốn tất cả người của nhà họ Phương, phải chết. Cậu nói cái gì? Mắt Phương Chính Hổ đỏ bừng, tức điên người, Diệp Bắc Minh, lão phu tự tay phế hai đứa em trai của mình rồi. Thế mà cậu còn không chịu buông tha cho nhà họ Phương chúng tôi sao? Ha 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 ha. Diệp Bắc Minh chế nhạo nói, tôi giết bố mẹ ông rồi diệt cả họ nhà ông, khi đó ông sẽ bỏ qua cho tôi ư. Ông thật ngu xuẩn. Vì sao ông cho rằng tôi sẽ buông tha cho ông chứ? Cảm giác tự tay phế hai thằng em trai của mình thế nào? Khốn nạn! Phương Chính Hổ quát to, ông ta sắp phát điên tới nơi rồi. Ầm ầm! Một luồng khí hùng dũng lan ra, cái bàn hóa thành từng mảnh nhỏ bay khắp bốn phía, giết tên súc sinh kia cho tôi rồi băm xác cậu ta thành ngàn mảnh cho tôi. Vút, vút, vút! Hơn 10 người đồng loạt ra tay, cả loại võ kỹ, binh khí, ám khí và lửa đạn đều hướng về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh đứng chắn trước Liễu Như Khanh, kiếm càn khôn chấn ngục chém ra. Trong chốc lát, một luồng kiếm khí không thể chống đỡ lan ra. Phụt! Mười mấy lão già xông lên kia chết ngay tức khắc. Những người còn lại cũng bị đánh bay ra ngoài, nện mạnh lên vách tường sảnh nghị sự, phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó, Diệp Bắc Minh bước tới, thoáng chốc đã xuất hiện ngay trước mặt Phương Chính Hổ. Kiếm càn khôn chấn ngục chém xuống như đưa ra phán quyết của thần chết. Phụt! Phương Chính Hổ cảnh giới tạo hóa sơ kỳ lại không chịu nổi một đòn. Ông ta bay ngược ra ngoài, dẫu ông ta có dùng tất cả sức mạnh để đỡ được một kiếm ấy thì cho dù không chết thì kinh mạch trên người cũng bị đứt đoạn. Cậu! Phương Chính Hổ quỳ rạp trên mặt đất. Nhìn Diệp Bắc Minh bằng ánh mắt đầy khó tin, cậu là quái vật Phương nào hả? Cậu mới cảnh giới chân huyền mà. Dựa vào đầu mà có sức mạnh khủng khiếp như vậy chứ? Cậu là người hay quỷ thế hả? Diệp Bắc Minh nhìn Phương Chính Hổ. Song anh xoay người đi về phía Phương Vô Đạo và Phương Cửu Lê. Hai bọn họ biết mình toi đời rồi nên chửi ầm lên, đồ súc sinh, có ngon thì giết chúng tôi đi. Lão phu không sợ chết. Diệp Bắc Minh cười khẩy, muốn chết à? Nào đơn giản vậy chứ? Anh giơ hai tay lên, phần thiên chi diễm và lãnh hỏa huyền minh cùng xuất hiện. Anh thi triển dị hỏa quyết. Hai dị hóa hóa thành ngân châm đâm vào cơ thể hai bọn họ. Á! Một cơn đau đớn điên đầu truyền vào đại não bọn họ, hai người vặn vẹo cơ thể điên cuồng đập đầu vì đau đớn. Rầm 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 rầm. Cậu Diệp, đừng mà, cầu xin cậu. Hãy giết tôi đi. Đại nhân, bố ơi, ông ơi, lão tổ tông. Cầu xin cậu giết tôi đi. Không cần, tôi đau quá. Diệp Bắc Minh vô cùng bình tĩnh. Anh kéo ghế ra ngồi xuống. Trầm lặng quan sát mọi thứ. Khoảng tầm một tiếng sau, Phương Vô Đạo và Phương Cửu Lê hóa thành máu loãng trong cơn đau đớn vô tận. Dưới ánh mắt đầy hoảng sợ của người nhà họ Phương, Diệp Bắc Minh bỗng phá lên cười. Sư phụ, kẻ cầm đầu gây tội đã chết rồi.
Thôi thì để những người khác chôn theo các người nhỉ. Huyết mạch, chú sát. Diệp Bắc Minh quát khẽ. Rầm. Một vầng huyết quang bùng nổ trong cơ thể anh. Trong nháy mắt, tất cả người nhà họ Phương trong đại sảnh nghị sự đều thiêu đốt tinh huyết. Trong ngọn lửa rực cháy, một bức tranh địa ngục hiện lên. Con cháu nhà họ Phương giãy giụa trong đó. Cả nhà họ Phương biến thành địa tu la, nơi nơi đều vang vọng tiếng kêu la thảm thiết. Đồ súc sinh, lão phu nguyền rủa cậu, cậu sẽ không được chết tử tế đâu. Phương Chính Hổ gào thét trong tuyệt vọng rồi bị ngọn lửa đó nuốt chửng. Sau một tiếng, Diệp Bắc Minh mở cánh cửa kho tàng nhà họ Phương. Vô số công pháp, đan dược, thần nguyên và thần binh lợi khí xuất hiện trước mắt anh. Chà! Anh hít một hơi thật, tháp càn khôn chấn ngục, cắn nuốt chúng. Dứt lời, ở vị trí trái tim Diệp Bắc Minh vang lên tiếng động rồi xuất hiện một cái lốc xoáy màu đen. Tất cả thần nguyên trong bảo khố nhà họ Phương sáng rực, năng lượng bên trong chúng bị lốc xoáy màu đen cắn nuốt. Các thần binh lợi khí trở nên ảm đạm không ánh sáng, chúng đã trở thành sắt vụn. Một lát sau, bảo khố của nhà họ Phương bị tháp càn khôn chấn ngục vét sạch không còn thứ gì. Rầm. Trái tim Diệp Bắc Minh hơi run, đã lâu rồi anh mới cảm nhận được khí tức của tháp càn khôn chấn ngục. Anh chợt nghĩ, thế giới bên trong tháp càn khôn chấn ngục hiện lên. Một tòa tháp bằng đá cổ kính lở lơ giữa hỗn độn. Thế giới trong tháp đã khôi phục. Giọng Diệp Bắc Minh hơi run, tiểu tháp, là ông đấy sao? Cùng lúc đó, điện chân võ. Sở Vị Ương đang ngồi giữa một trận pháp, sức mạnh điên cuồng cuộn trào. Diệp Tâm lơ lửng giữa không trung, ma khí trên người trào ra không ngừng nghỉ. Tiếng nổ kinh thiên vang lên, trận pháp bị phá hủy. Phụt. Sở Vị Ương phun ra một ngụm máu tươi, Diệp Tâm rơi từ trên không trung xuống. Cô ta bất chấp vết thương trên người mình lao tới đón lấy Diệp Tâm. Ngón tay cô ta điểm nhanh trên người Diệp Tâm mãi đến khi khí tức của Diệp Tâm dần ổn định lại. Sở Sở khiếp sợ, chị ơi, ba ngày qua, đến giờ đã là lần thứ bảy rồi đó. Sức mạnh huyết mạch trong cơ thể cô bé này sao lại mạnh đến vậy chứ? Sao em cứ cảm giác sức mạnh huyết mạch trong cơ thể cô bé như một con thú hoang thế? Mặt Sở Vị Ương trắng bệch, huyết mạch của cô bé đang phản tổ. Ba ngày qua, cô ta không ăn không uống, một mực chữa thương cho Diệp Tâm. Sở Sở sửng sốt, thiên ma tộc, huyết mạch phản tổ sao? Ma hoàng đời thứ mấy thế? Đời thứ năm hay là đời thứ tư thế? Không. Sở Vị Ương lắc đầu, ít nhất là đời thứ ba, hoặc có lẽ là đời thứ hai. Hả? Sở Sở che miệng thốt lên, chị. Nếu cô bé phản tổ thành ma hoàng đời thứ hai, vậy chẳng phải. Sở Vị Ương quát khẽ, đừng nói nữa. Cô ta trầm ngâm cúi đầu nhìn vào người đang trong ngực mình. Chị ơi, làm sao thế? Sở Sở khó hiểu. Ngay sau đó, miếng ngọc hình tháp đeo trên cổ Sở Vị Ương bỗng tỏa ra tia sáng rực màu cầu vồng. Sở Sở kinh ngạc, chị, khí tức của tháp càn khôn chấn ngục lại xuất hiện. Sở Vị Ương gật đầu, lần này chỉ có thể chắc rằng tháp đang ở ngay trong thế giới này. Nhưng mà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khí tức lúc thì biến mất, lúc thì xuất hiện. Sở Sở đầy khó hiểu, lẽ nào có người có thể điều khiển cái tháp đó? Không thể nào. Sở Vị Ương lắc đầu một cách quyết đoán, tháp càn khôn chấn ngục có lai lịch rất lớn, cho dù là ở thời kỳ nhà họ Sở hưng thịnh nhất. Cùng chỉ có thể làm dịu cơn phẫn nộ của cái tháp, ở thế giới này nào có ai có thể điều khiển nó chứ? Em đừng quên đây là đâu. Cũng phải, Sở Sở gật đầu một cách đăm chiêu, nhưng mà chị ơi, tháp này đang ở đâu thế? Sở Vị Ương nói ra một địa điểm, chỉ có nơi đó, cấm địa luân hồi. Cô ta suy nghĩ một lát rồi nói, đại hội chân võ sắp khởi tranh rồi, em đi báo cho Diệp Bắc Minh, nói rằng. Cô ta hơi ngập ngừng. Rồi cúi đầu nhìn thoáng qua Diệp Tâm. Bỗng nhiên, cô ta lấy miếng ngọc hình tháp đeo trên cổ mình xuống đeo cho Diệp Tâm. Ngay sau đó, tất cả ma khí trên người Diệp Tâm biến mất không còn sót lại gì. Bảo cậu ta tiến vào cấm địa luân hồi, tìm cái tháp đó.
rồi chị sẽ trả lại cho cậu ta một đứa con gái còn nguyên vẹn. Chấm chấm chấm. Bảo khố nhà họ Phương. Trong đầu Diệp Bắc Minh vang lên một giọng nói trẻ con, chủ nhân, tôi là kiếm hồn của kiếm càn khôn chấn ngục. Nghe giọng nói ấy, Diệp Bắc Minh hơi thất vọng, là cô à. Kiếm hồn rất mất mát, chủ nhân, khiến anh thất vọng rồi. Không sao. Diệp Bắc Minh nhẹ nhàng lắc đầu, bảo khố nhà họ Phương nhiều hàng như vậy mà tiểu tháp không thể thức tỉnh được sao. Kiếm hồn giải thích, chủ nhân, tuy rằng trong bảo khố nhà họ Phương có rất nhiều thứ. Nhưng chất lượng không quá tốt. Chúng nó có thể bổ sung năng lượng cho chú tháp nhưng lại không cách nào giúp chú tháp tỉnh lại. Hả? Diệp Bắc Minh nhíu mày, nghĩa là sao? Kiếm hồn đáp lời, chú tháp sử dụng lực thần hồn để mở con đường không gian cho chủ nhân. Chủ nhân muốn chú tháp hồi phục thì phải cho chú tháp cắn nuốt được thần khí có khí linh. Chỉ có thế mới có thể giúp chú tháp hồi phục lực thần hồn. Bảo vật trong bảo khố nhà họ Phương không có khí linh nên không đủ điều kiện. Diệp Bắc Minh bừng tỉnh, hóa ra là thế. Anh lại nhăn mày, vậy tại sao không gian trong tháp lại xuất hiện? Kiếm hồn giải thích, không gian trong tháp xuất hiện chứng tỏ rằng chủ nhân có thể tiến vào trong tháp càn khôn chấn ngục. Nhưng chú tháp không có cách nào ra tay giúp anh và cũng không có cách nào trao đổi với anh hết. Diệp Bắc Minh suy tư một lát. Anh nghĩ một điều. Rồi tiến vào tháp càn khôn chấn ngục. Anh đi một mạch đến tầng thứ 24. Đây là... Anh kinh ngạc phát hiện cầu thang dẫn lên tầng 25 đã xuất hiện. Lẽ nào? Anh suy nghĩ một lát rồi quát to dứt khoát, mở tầng 25. Anh vừa nói xong, cánh cửa dẫn đến tầng 25 nặng nề mở ra. Diệp Bắc Minh rất kích động, quả nhiên. Anh nhanh chóng đi đến chỗ cửa đá dẫn vào tầng 25 rồi bước qua đó. Cảnh tượng quen thuộc xuất hiện, trên mặt sàn tầng 25 bỗng xuất hiện một cái đài cao. Trên đó có đặt một cái hòm bằng gỗ mun. Diệp Bắc Minh nhìn nó, suýt nữa nhảy dựng lên, cừ thật. Cái này khá thú vị đó. Tuy rằng tiểu tháp ông không ở đây, nhưng mà tôi đã cảm nhận được. Anh bước lên đài cao. Anh đưa tay mở cái hòm gỗ kia ra. Một cái mặt nạ màu tím xuất hiện ngay trước mắt. Diệp Bắc Minh sửng sốt, mặt nạ sao? Anh tiện tay cầm nó lên, không nhận ra nguyên liệu làm nên mặt nạ ra gì mà vô cùng nhẹ. Khi cầm nó trong tay gần như không thấy có chút sức nặng nào. Diệp Bắc Minh hơi ngạc nhiên, thứ này trông giống kim loại nhưng lại không chứa chút kim loại nào. Nhưng mà... Sau đó, anh lại nhướng mày, nhưng nó chỉ là một cái mặt nạ mà lại có thể được đặt ở tầng 25 của tháp càn khôn chấn ngục hay sao? Hay nó có tác dụng gì khác? Anh cẩn thận kiểm tra nó mấy lần. Diệp Bắc Minh phát hiện, cái mặt nạ này ngoài nhẹ ra thì cũng vô cùng cứng cáp. Còn lại thì không còn gì đặc biệt. Anh có hơi không biết phải nói gì. Anh nghĩ đến một thứ, hình nộm, đi ra. Ngay sau đó, hình nộm xuất hiện. Diệp Bắc Minh cầm mặt nạ rồi ra lệnh cho hắn, đeo nó. Hình nộm đeo mặt nạ lên, kín kẽ không chừa ra chút nào. Hình nộm không có gì thay đổi. Diệp Bắc Minh bỗng thốt lên, ôi vãi, không thể nào. Anh khiếp sợ phát hiện rằng mình không thể dò la khí tức của hình nộm được nữa. Theo lý mà nói, cảnh giới và khí tức của hình nộm phải giống hệt với Diệp Bắc Minh mới đúng. Nhưng mà, sau khi hình nộm đeo mặt nạ, Diệp Bắc Minh không thể cảm nhận được liên hệ gì với hình nộm. Nếu ở thế giới bên ngoài, Diệp Bắc Minh sẽ cho rằng hình nộm là một người xa lạ. Người xa lạ đó. Vì sao lại thế chứ? Diệp Bắc Minh nhíu mày, nhìn hình nộm chằm chằm. Một lát sau, anh chợt hiểu ra, mình hiểu rồi. Hình nộm không có gì thay đổi, cái thay đổi chính là mình không thể cảm nhận được khí tức của hình nộm được nữa. Vậy nên mới có thể sinh ra ảo giác đó. Anh ra lệnh, hình nộm, tháo mặt nạ xuống. Hình nộm tuân lệnh tháo mặt nạ xuống. Mắt Diệp Bắc Minh chợt lóe, đeo mặt nạ. Hình nộm lại đeo mặt nạ. Diệp Bắc Minh cười to, quả nhiên. Mình hiểu rồi, cái mặt nạ này có thể che chắn mọi khí tức. Cho dù là ở cảnh giới nào, dung mạo khí tức ra sao, thậm
thậm chí cả mùi hương trên cơ thể cũng đều được che chắn. Vật đó thật lợi hại. Anh phất tay, cái mặt nạ màu tím rơi vào tay mình. Chỉ cần đeo nó, khi gặp người tu võ cảnh giới nào cũng họ cũng không biết anh là ai cả. Anh cất mặt nạ rồi nhìn về phía cầu thang dẫn lên tầng 26. Chẳng biết ở tầng 26 có gì đang chờ mình nhỉ. Vừa tiến vào tầng 26, Diệp Bắc Minh hơi sửng sốt một chút. Trên cái đài nhỏ nhỏ phía trước có đặt một đoạn kiếm có tạo hình rất màu mè loè loẹt. Tầng 26 thưởng một đoạn kiếm ư. Diệp Bắc Minh nhướng mày. Anh tiến lên cẩn thận quan sát nó, trên thanh kiếm nọ có khắc những dấu ấn huyền ảo cổ kính. Lưỡi kiếm vô cùng sắc bén. Kèm với đó là hai khe rãnh song song nhau. Tới gần hơn chút, anh còn thoáng cảm nhận được một luồng khí sát phạt khủng khiếp. Nếu nói thẳng thì thanh kiếm này chắc chắn đã chém giết vô số sinh linh. Tiếc rằng nó đã bị gãy. Chủ nhân. Bỗng nhiên trong đầu Diệp Bắc Minh vang lên một giọng nói. Kiếm hồn, sao thế? Thoáng chốc kiếm càn khôn chấn ngục xuất hiện trong tay anh. Rầm. Ngay khi kiếm càn khôn chấn ngục vừa xuất hiện, đoạn kiếm gãy kia nhẹ nhàng rung động. Khí tức sát phạt ấy cuộn trào như sóng thần quanh quẩn khắp không gian tầng 26. Diệp Bắc Minh khiếp sợ, đây là... Kiếm hồn đáp, chủ nhân, tôi quen nó. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, nó, thanh kiếm này à? Kiếm hồn trả lời chắc nịch, đúng vậy, chủ nhân. Diệp Bắc Minh hỏi tiếp, chuyện gì vậy? Kiếm hồn mở lời đáp, vũ khí này thuộc về kẻ địch của chủ nhân đời đầu tiên của tôi. Cái gì? Diệp Bắc Minh ngẩn ngơ, vẻ mặt đầy khó tin, kẻ địch của chủ nhân đời thứ nhất của cô hả? Cũng chính là kẻ địch của tháp càn khôn chấn ngục ư? Đúng vậy. Kiếm hồn trả lời một cách chắc chắn. Diệp Bắc Minh bèn nhìn sang thanh kiếm gãy kia. Người có thể sáng tạo ra tháp càn khôn chấn ngục mạnh đến nhường nào chứ? Kẻ địch của người nọ chắc chắn cũng là hạng bất phàm. Diệp Bắc Minh từ từ bước lên cầm lấy đoạn kiếm ấy. Rầm. Trong chốc lát, không gian ở tầng 26 bỗng xuất hiện tia chớp màu đỏ thẫm. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, độ phù hợp của thanh kiếm gãy này với mình rất cao. Ngay từ khi anh bắt đầu cầm thanh kiếm đó, anh đã có một cảm giác đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không gì có thể ngăn anh tàn sát tất cả. Tuy rằng kiếm càn khôn chấn ngục có chiến lực vô địch đó nhưng không phù hợp với anh bằng thanh kiếm này. Chuyện gì thế này? Diệp Bắc Minh rất bất ngờ. Kiếm hồn trả lời, chủ nhân, tôi nhớ mang máng. Hình như chủ nhân của thanh kiếm này đi theo đạo tàn sát. Đạo tàn sát ư? Mắt Diệp Bắc Minh sáng ngời. Chẳng trách lại phù hợp với tôi như vậy. Anh cầm chặt đoạn kiếm đó, chủ nhân của mày đã hy sinh và tiêu tan rồi, kể từ hôm nay tao sẽ là chủ nhân của mày. Tao sẽ đặt cho mày một cái tên, gọi là tàn sát thì sao? Đoạn kiếm kêu vang, nhẹ nhàng run rẩy tỏ ý phản đối. Diệp Bắc Minh nhướng mày, không thích hả? Vậy huyết đồ thì sao? Đoạn kiếm vẫn phản đối như cũ. Kiếm sát thần. Kiếm tử thần. Kiếm diêm la. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một hồi ra vài cái tên. Nhưng đoạn kiếm vẫn từ chối như cũ. Diệp Bắc Minh rất bất lực, thở dài nói, mày đã không vừa ý thì tao cũng không miễn cưỡng gì. Đợi đến khi nghĩ ra tên thích hợp rồi nói tiếp, mày cứ gọi là kiếm không tên trước đi. Chấm chấm chấm. Một lúc sau, tin nhà họ Phương bị sát hại dã man lan ra ngoài. Nhà họ Phương bị diệt vong, hơn 100.000 người đều bị thiêu đốt dưới một ngọn lửa. Có người nhìn thấy Diệp Bắc Minh giết vào nhà họ Phương. Diệp Bắc Minh hả, lại là cậu ta. Những người tu võ biết tin đều vô cùng khiếp sợ. Tên này bị điên rồi à, cậu ta vừa mới đại náo rượu dục môn, giết con gái của vô thủy kiếm hoàng đó. Giờ lại giết cả nhà họ Phương, lẽ nào cậu ta không sợ bị trả thù à? Trong khi người tu võ ở thế giới Tam Thiên đang bàn tán xôn xao. Vô thủy kiếm hoàng xuất hiện, chỉ cần có người giết Diệp Bắc Minh là có khả năng trở thành đệ tử thân truyền của lão phu. Vừa nói xong, tất cả mọi người như phát điên. Ôi vãi!
đệ tử thân truyền của Vô Thủy Kiếm Hoàng sao? Vô số người tu võ đỏ mắt, hô hấp dồn dập. Cả thế giới đều lũ lượt đi tìm kiếm Diệp Bắc Minh, hy vọng rằng mình có thể chém được đầu anh. Vô Thủy Kiếm Hoàng chính là một sự tồn tại khủng khiếp ở cảnh giới chúa tể. Trở thành đệ tử của ông ta chẳng khác nào một bước lên trời. Cùng lúc đó, tin tức thứ hai truyền tới. Thiên Đạo Tông tuyên bố lệnh truy nã 100 triệu thần nguyên cho cái đầu của Diệp Bắc Minh. 100 triệu thần nguyên. Cả thế giới tam thiên câm nín. Diệp Bắc Minh không biết chuyện xảy ra bên ngoài, đưa Liễu Như Khanh trở lại Hoàng Cung Tu La Tộc. Thất sư muội, em không sao thì tốt quá. Ba vị sư tỷ nhìn thấy Liễu Như Khanh, hết sức kích động. Như Khanh, mừng em về nhà. Diệp Thanh Lam đi tới. Liễu Như Khanh tiến lên, chủ mẫu, cháu về rồi. Diệp Thanh Lam gật đầu, không có việc gì là tốt rồi, sau này cháu cũng giống như họ, đừng gọi gì là chủ mẫu. À, Liễu Như Khanh ngạc nhiên, đôi mắt đẹp ngay lập tức đỏ lên, người không cần cháu nữa. Chủ mẫu, cháu sai rồi, cầu xin người đừng. Cơ thể mềm nhũn, suýt nữa đã quỳ trên mặt đất. Diệp Thanh Lam vội vàng đỡ lấy Liễu Như Khanh, đứa nhỏ ngốc, sao gì có thể không cần cháu chứ? Chị em các cháu không thể làm nha hoàn cả đời được. Sau này chị em các cháu giống nhau, gọi gì là dì Lam là được. Hả, dì Lam? Liễu Như Khanh ngây người, giống như đang nằm mơ. Lục Tuyết Kỳ cười khúc khích, thất sư muội, em không hiểu ý của dì Lam sao? Nói xong, còn nhìn lướt qua Diệp Bắc Minh. Liễu Như Khanh lập tức phản ứng lại. Nếu tiếp tục gọi Diệp Thanh Lam là chủ mẫu, thì chắc chắn chỉ có thể là nha hoàn của Diệp Bắc Minh. Nếu gọi là dì Lam, có thể làm con dâu. Dì Lam. Liễu Như Khanh đương nhiên phóng khoáng, dứt khoát gọi một câu. Ây. Diệp Thanh Lam cười gật đầu. Diệp Bắc Minh đứng ở một bên, dường như vẫn chưa phát hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mọi người cùng nhau ôn chuyện một phen. Diệp Bắc Minh nghi hoặc, mẹ, cha của con đâu? Diệp Thanh Lam nói, ông ấy đang làm chuyện của mình, Minh Nhi con không cần lo lắng. Diệp Bắc Minh gật đầu, mẹ, bắt đầu từ bây giờ, mọi người phải nâng cao thực lực rồi. Mẹ biết. Diệp Thanh Lam gật đầu, lại có chút lúng túng, nâng cao thực lực, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Diệp Bắc Minh tự tin nở nụ cười, yên tâm, cứ giao cho con. Anh đến tìm nữ hoàng Tu La, bày tỏ cần số lượng lớn dược liệu. Nữ hoàng Tu La cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đưa Diệp Bắc Minh đến kho thuốc của Hoàng cung Tu La tộc. Diệp Bắc Minh đâm đầu vào trong. 3 ngày sau, mắt đỏ bừng đi ra. Khi hơn 10.000 viên đế phẩm đan dược xuất hiện trước mắt, nữ hoàng Tu La hoàn toàn bối rối. Cô ta biết Diệp Bắc Minh có thể muốn luyện đan, nhưng không ngờ tới sẽ luyện chế ra hơn 10.000 viên đế phẩm đan dược. Hơn nữa còn con mẹ nó là cửu đạo đan văn. Thằng nhóc này muốn lên trời à? Nữ hoàng Tu La ánh mắt như lửa nóng, hô hấp dồn dập, Diệp Bắc Minh, những đan dược này đều do cậu luyện. Minh Nhi, con. Vẻ mặt của Diệp Thanh Lam cũng khiếp sợ. Diệp Bắc Minh gật đầu, mọi người chỉ cần nâng cao cảnh giới, đan dược cứ để con lo. Anh lại nhìn về phía nữ hoàng Tu La, thậm chí, bà có thể tăng thực lực của toàn bộ đại quân Tu La tộc. 1 tháng tới, tôi sẽ luyện cho các người 1 triệu viên đế phẩm đan dược. Tôi chỉ muốn một lời hứa từ bà. Bà có thể khiến cho Tu La tộc trở nên vững như thành đồng, không ai dám xâm phạm không? Nữ hoàng hít một hơi khí lạnh, hít, 1 triệu viên. Bà ta kích động nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, miệng há ra thở dốc, Diệp Bắc Minh, nếu như cậu có thể cung cấp cho tôi 1 triệu viên đế phẩm đan dược. Tôi bảo đảm, Tu La tộc sẽ bồi dưỡng hàng triệu tinh anh hàng đầu, đủ sức quét sạch toàn bộ ma giới. Được. Diệp Bắc Minh xoay người vào kho thuốc, chờ tin tức của tôi. Trong nhà kho, ngọn lửa đang bùng cháy. Mùi thuốc không ngừng tỏa ra từ trong đỉnh thái cực. Nếu có những người luyện võ khác ở đây, họ nhất định sẽ sợ chết khiếp mất. Đế phẩm đan dược được sản xuất ở đây giống như một dây chuyền sản xuất ra. Đột nhiên, không gian chấn động một hồi.
Diệp Bắc Minh dừng lại, ai? Trong không gian mở ra một lối đi, một cô gái bước ra, là tôi. Diệp Bắc Minh rất ngạc nhiên, Sở Sở cô nương, sao cô lại đến đây? Vẻ mặt Sở Sở ngạc nhiên, anh làm ra những viên thuốc này. Diệp Bắc Minh quơ quơ đỉnh thái cực trong tay, cô nghĩ sao? Đôi mắt đẹp của Sở Sở lóe lên, không ngờ tới anh còn có thể chế được đan dược, để tôi xem. Hả, cửu đạo đan văn, đế phẩm. Anh là y tiên cấp 9. Y tiên cấp 9 không phải là hiếm thấy ở nhà họ Sở. Nhưng hiếm có thể tìm được một vị y tiên cấp 9 vừa có võ công vừa có kỹ năng luyện đan. Đặc biệt là một y tiên cấp 9 trẻ tuổi như Diệp Bắc Minh, tương lai của anh là không thể lường được. Sở Sở nhìn Diệp Bắc Minh thật sâu, Diệp Bắc Minh, anh còn nhớ rõ thỏa thuận của anh và chị tôi không? Nhớ rõ. Diệp Bắc Minh gật đầu. Sở Sở mỉm cười, tốt lắm, đại hội chân võ đã bắt đầu. Thời gian là một tháng, cấm địa luân hồi sẽ được mở sau một tháng nữa. Anh cần phải vào cấm địa luân hồi để tìm thứ gọi là tháp càn khôn chấn ngục gì đó. Nói đến đây, cô ấy khẽ mỉm cười, nếu có thắc mắc thì có thể hỏi tôi ngay bây giờ. Trần Bắc Minh vẫn bình tĩnh, nguồn gốc của tháp càn khôn chấn ngục này là gì? Sở Sở lắc đầu, vấn đề này không phải chuyện anh có thể hỏi được, anh đổi câu khác đi. Chương mới nhất được đăng tải tại website metruyenhot.com.vn. Nếu bạn đang ở website khác vui lòng quay lại ủng hộ website gốc metruyenhot nhé. Đám đông hoàn toàn phấn khích. Chỉ 10 giây sau, ánh sáng màu tím thứ hai bùng nổ. Vũ Thiên Tuyệt, cảnh giới chân linh cấp đỉnh phong, 26.000 năm tuổi, xếp thứ 18 trên thiên bảng. Ánh sáng màu tím thứ ba bùng nổ. Tô Tử Lăng, cảnh giới chân linh cấp đỉnh phong, tuổi tác được giữ bí mật, xếp hạng thứ 25 trên thiên bảng. Chết tiệt, thì ra là Tô Tử Lăng, cô gái đứng thứ 6 trong danh sách nữ thần. Có cả sức mạnh và sắc đẹp, nếu như tao lấy được cô ấy, bảo tao đi chết ngay tao cũng đồng ý. Ha ha ha, mày cũng xứng. Mọi người trên quảng trường đang thảo luận sôi nổi. Đột nhiên, gào gào. Hàng trăm con chân long gầm lên cùng lúc, ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ quảng trường chân võ. Có người đã lọt vào hạng 10 của thiên bảng rồi. Vô số người trợn mắt nhìn về phía trên của thiên bảng. Ngay cả trên đài võ đạo, những người đang chiến đấu cũng đồng loạt ngừng chiến đấu. Với khoảng cách gần 10.000 mét, chẳng là gì đối với một người tu võ. Chỉ thấy, hàng trăm con chân long đều bay lên trời. Lượn vòng quanh thiên bảng. Trong 10 người đứng đầu thiên bảng, có một cái tên màu vàng vô cùng chói mắt. Trần Vô Diễn, thánh tử của Thiên Đạo Tông, 17.500 tuổi. Cảnh giới siêu phàm sơ kỳ, xếp hạng thứ 10 trên thiên bảng. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, 17.500 tuổi, hạng 10 trên thiên bảng. Thiên Đạo Tông không hổ là một trong 100 tông môn đáng sợ nhất trong thế giới Tam Thiên. Thế nhưng có thể nuôi dưỡng ra quái vật kinh khủng nhường này. Khi thế giới bên ngoài khắp trốn sôi sục. Cùng lúc đó, bên trong đại điện chân võ lại vô cùng yên tĩnh. Chỉ cần nằm trong hạng 1.000 trên thiên bảng, thì sẽ có tư cách để vào điện này. Nếu Diệp Bắc Minh ở đây, anh nhất định sẽ trông thấy ba gương mặt quen thuộc. Vương Như Yên, Hoàng hậu Hồng Đào và Chu Lạc Ly đều có mặt ở đây, họ đã lọt vào hạng 1.000 trên bảng xếp hạng thiên bảng. Hoàn Nhi nhìn Trần Vô Diễn trên đài, đôi mắt đẹp chấn động, điện hạ, thật ra anh ta có thực lực nằm trong 10 vị trí đầu thiên bảng. Chẳng lẽ anh ta đang che giấu chính mình sao? Thánh nữ Tổ Long Điện không nói gì. Sau một lúc im lặng, cuối cùng cũng thốt ra một câu, nếu như anh ta có ở đây thì sẽ ở hạng nào trên thiên bảng? Hoàn Nhi rất thông minh, trong nháy mắt đã biết điện hạ nói đến ai, điện hạ, ngài đang nói về Diệp Bắc Minh sao? Hừ. Cô ta khẽ hừ một tiếng, tôi nghĩ anh ta căn bản không dám lộ diện. Thiên Đạo Tông đã hạ lệnh truy nã anh ta, Phô Thủy Kiếm Hoàng đã điểm danh muốn lấy đầu của anh ta rồi. Chỉ cần anh ta vừa xuất hiện thì nhất định sẽ chết. Nói không chừng đã sớm trốn vào một góc xó xỉnh nào rồi. Thánh nữ Tổ Long Điện nhướng mày. Anh thực sự đi trốn rồi ư? Lúc này,
chỗ báo danh bên ngoài điện chân võ. Một chàng trai trẻ đeo mặt nạ tím bước tới, đăng ký. Ông lão ở chỗ báo danh cau mày, đại hội chân võ cũng bắt đầu một tháng rồi, sao bây giờ cậu mới đến? Cậu tới đây để góp đủ số thôi phải không? Chàng trai mỉm cười, tiền bối, đăng ký giúp tôi đi. Ông lão vẫy vẫy tay, một cô gái ở bên cạnh lấy danh sách đăng ký ra. Ông lão không nhịn được nhắc nhở, tiểu tử, lão phu nhắc nhở cậu một câu. Đại hội chân võ đã khai mạc được một tháng, hôm nay đã là ngày thứ 28 rồi. Còn 3 ngày nữa sẽ kết thúc. Bây giờ nước đến chân cậu mới nhảy thì có phải đã quá muộn không? Chàng trai mỉm cười, cũng vẫn chưa muộn đâu, tiền bối đăng ký giúp tôi đi. Được. Lão giả cũng không nói mấy lời vô nghĩa nữa, trực tiếp gật đầu, cậu tên gì? Chàng trai trẻ suy nghĩ một chút, Diệp Càn Khôn. Lão giả hơi nheo mắt, Diệp Càn Khôn, tên rất hay. Thải Nhi, ghi lại. Vâng, ông nội. Cô gái lập tức ghi lại tên Diệp Càn Khôn. Đợi khi cô ta ngẩng đầu lên lần nữa thì chàng trai đã biến mất không thấy đâu. Cô gái nghi ngờ, ông nội, người này thật kỳ lạ. Lão giả nhìn về hướng mà chàng trai rời đi, có chút kỳ quái, lão phu vậy mà cũng không nhìn ra được cảnh giới của cậu ta, thật sự rất kỳ lạ. Chàng trai đeo mặt nạ chính là Diệp Bắc Minh. Anh dùng tên giả Diệp Càn Khôn chẳng qua vì không muốn lộ diện bản thân quá sớm. Sau khi rời khỏi chỗ ghi danh, Diệp Bắc Minh đi thẳng tới gần thiên bảng, ngẩng đầu nhìn vào danh sách. Chậm rãi đi tới một võ đài để đó không dùng vừa mới chiến đấu xong. Tiền bối, hôm nay tôi vừa mới đến, xin hỏi quy tắc của đại hội chân võ là gì ạ? Vừa mới đến. Trọng tài phụ trách võ đài này liếc nhìn Diệp Bắc Minh, tiểu tử, cậu đã đến muộn. Đại hội chân võ chỉ còn lại 3 ngày cuối cùng, bây giờ cậu tham gia cũng sẽ không đạt được thứ hạng tốt nào đâu. Diệp Bắc Minh mỉm cười, tiền bối, quan trọng là có tham gia. Xin ngài giới thiệu một chút cho tôi biết. Trọng tài lắc đầu, lão phu chỉ nói một lần, nghe cho kỹ đây. Đại hội chân võ lần này có hơn 1 triệu người đăng ký. Những người báo danh xếp hạng sau 1 triệu không được ghi nhận. Mỗi một tuyển thủ có 3 lần khiêu chiến và bị khiêu chiến vào mỗi ngày. Nhưng thứ hạng mà người khiêu chiến vượt qua không được quá 10% của cấp bậc hiện tại. Thứ hạng hiện tại của cậu là sau 1 triệu, bất kể xếp hạng. Nói cách khác, đối thủ đầu tiên mà hiện tại cậu khiêu chiến cao nhất cũng chỉ có thể xếp hạng thứ 900.000 thôi. Lần khiêu chiến thứ 2. Tuyển thủ có thứ hạng cao nhất sẽ là hạng 800.000. Lần khiêu chiến thứ 3, tuyển thủ có thứ hạng cao nhất sẽ là hạng 700.000. Hơn nữa, đây là đang nói đến nếu như cậu chiến thắng ở cả 3 lần khiêu chiến. Trọng tài sau khi nói xong một hơi thì thản nhiên nhìn Diệp Bắc Minh, cậu hiểu rõ chưa? Diệp Bắc Minh nhíu mày, dựa theo quy tắc này, một ngày tôi chỉ có thể khiêu chiến 3 người thôi. Chỉ còn lại có 3 ngày. Cho dù tôi thắng toàn bộ cả 3 ngày. Thứ hạng cuối cùng của tôi cũng chỉ có thể đạt được hạng thứ 100.000. Trọng tài khẽ gật đầu, ý tôi chính là vậy. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một chút, sau đó thốt ra một câu chấn động, tiền bối, nếu như tôi cùng lúc khiêu chiến cả 10 người thì thế nào? Cậu nói cái gì? Đã kịp chuyển chữ. Các bạn ráng chờ nha. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 65.